Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và đây trước khi vào thời thuyết pháp ngày hôm nay, chúng con thành tâm cung thỉnh ân sư từ bi khởi xướng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch ân sư tôn kính của chúng con, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 28 tây tháng 3 năm 2021 dương lịch, nhằm ngày 16 tháng 2 năm Tân Sửu. Hôm nay có gia đình của chú Nguyễn Thành Sơn, pháp danh Từ Phước, ở Kentucky, Hoa Kỳ, phát tâm cúng dường trai tăng để hồi hướng cho cha mẹ của mình đã quá vãng, cũng như cầu an cho những người còn sống hiện tại, và cũng như có gia đình của chú Trần Vị Cường ở Bảo Lộc, pháp danh Đức Thọ, phát tâm cúng dường trai tăng để hồi hướng cầu siêu cho những người thân trong gia đình. Và giờ đây xin kính mời đại diện gia đình của chú lên dâng lời tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác hạ nhàn, kính bạch chư tôn thiền đức tăng, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu. Trong không khí hòa hợp thanh tịnh, ấm áp tình đạo vị, con xin thay mặt cho em con là Nguyễn Thành Sơn, pháp danh Từ Phước, và gia đình cùng một số Phật tử quỳ trước ân sư và chư tôn đức. Với tâm chí thành, với lòng chí kính, có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Cha là ánh sáng bầu trời, mẹ là bóng mát suốt đời che con, dẫu rằng hơi sức tàn mòn, nhân tình cha mẹ đượm tròn thiết tha, nhất tâm kính nguyện Phật Đà, thùy từ gia hộ cha mẹ già bình an. Kính thưa quý liên hữu, làm người hiện hữu trên cõi đời, chúng ta thật may mắn vì có cha và mẹ. Từ khi ta còn nằm trong thai nghén, cha mẹ đã chờ đợi khắc khoải từng tháng, từng ngày, từng phút, từng giây để được thấy đứa con bé bỏng ra đời. Khi nghe ta cất tiếng khóc đầu tiên mở mắt chào đời, cha mẹ cảm thấy vô cùng vui sướng hạnh phúc, còn hơn đạt được những gì quý báu nhất của thế gian. Thế nhưng lúc ấy cha mẹ cũng không kém phần lo âu. Nếu ta bình an khỏe mạnh thì cha mẹ mới thực sự an tâm, bằng không thì cha mẹ sẽ vô cùng khổ sở. Cha mẹ là người sinh ra chúng ta, nuôi chúng ta khôn lớn, cho chúng ta vay mượn vóc hình này và cả cuộc đời tận tụy hy sinh, chỉ mong sao cho chúng ta trưởng thành tốt đẹp. Cuộc sống cha mẹ thật gian nan vất vả, cha mẹ nuôi dưỡng, ấp ủ ta từ đầu nguồn cuộc sống bằng cả tinh thần và thể chất của mình. Với sự chia sẻ trách nhiệm ân cần, dạy dỗ của cha, mẹ truyền cho ta tâm tư triều bến, cho ta cử chỉ âu yếm. Từng lời khích lệ ướp vào hồn ta từ thuở còn nằm nôi, toàn bộ hành trang vào đời của chúng ta đều thuộc vào cha mẹ. Ôi, ơn cha lành cao như núi Thái, đức mẹ hiền sâu tợ biển khơi, dẫu cho dân cả cuộc đời cũng không trả nổi ơn người sanh ra. Kính thưa quý liên hữu, có cha ta luôn đón nhận được sự vững mạnh bao dung, chở che và nâng đỡ. Còn mẹ ta thấy mình được lớn lên dần trong tình yêu cuộc sống, tấm lòng từ ái và con tim biết yêu thương để sẻ chia với cuộc đời. Cha tiếp sức cho ta lý trí và niềm tin, có thể giúp ta vững bước vào đời. Dù với trăm ngàn gian nan sóng gió, mẹ cho ta cảm tình nồng ấm, chở che ta trên vạn nẻo thời gian. Suốt đời dường như cha mẹ chỉ biết sống cho ta, lo lắng tất cả vì ta. Người có thể đi sớm về chưa, giải nắng dầm mưa hay băng rừng vượt suối, không có khổ đau nào mà người chưa từng trải, không có gian khó nào mà người chưa chẳng nếm qua. Miễn sao người mang về được cho ta manh áo chén cơm để vun thắm niềm vui trong những ngày thơ ấu. Chỉ cần thấy ta vô tư vui sống bao nhiêu đó thôi là người đã hạnh phúc lắm rồi. Kính bạch chư tôn đức, ôi ơn đức của cha mẹ như trời cao khó với, như biển rộng khó đo, chúng con chưa kịp đền đáp một phần nào công ơn như trời biển đó, thì trên lộ trình sanh tử của kiếp người, vô thường vội đến đã cướp mất đi của chúng con hai đứng song đường khả kính. Giờ đây trên đoạn đường còn lại của kiếp người, chúng con làm sao tìm lại hình ảnh cha mẹ hiền trong cuộc sống.
Chúng con vô cùng đau đớn lo âu, không biết bây giờ trong thế giới vô hình, vong linh cha mẹ chúng con đã thảnh thơi nơi miền lạc cảnh hay là đang bị đọa đày trong chốn khổ đau hoặc còn phản phức đâu đây? Theo đám mây ngàn không gian vô tận, chọn nghĩa ân thâm nét sử vàng, bút hoa tô thắm rạng nghìn trang, mục liên gương hiếu soi kim cổ, tỏa sáng nghìn thu ánh đậu vàng. Với tinh thần và nguyện ước tri ân và báo hiếu đối với cha mẹ, noi gương hiếu hạnh muôn đời của tôn giả Mục Kiền Liên, thực hiện theo lời Phật dạy. Chư Tăng Ni là bậc phước điền của chúng sanh, là mảnh ruộng phước thù thắng để hàng Phật tử chúng con gieo trồng giống phước. Vì thế để bày tỏ tấm lòng tri ân sâu xa đối với Tam Bảo, cũng như để bày hiếu sông đường gia đình chúng con và một số quý liên hữu, hôm nay thành tâm sánh danh lễ vật thiết lễ trai tăng tiên cúng dường thập phương chư Phật, thứ cúng dường hiện tiền chữ tôn đức, nguyện đem công đức này hồi hướng kỳ an cho bà nội là Nguyễn Thị Bơi, pháp danh Quảng Thủy, 81 tuổi, em trai là Nguyễn Thành Lâm, pháp danh Từ Thiền, 20 tuổi, cùng anh chị em thân bằng quyến thuộc hiện tiền của chúng con, hồng ưng Tam Bảo gia hộ và tứ đại điều hòa, thân tâm an lạc, phước thọ vô biên. Và cũng xin hồi hướng công đức này lên Cửu Huyền Thất Tổ, Thức Thế Phụ Mẫu, Đa Sanh Phụ Mẫu, cũng như hồi hướng cho hương linh thân phụ là Nguyễn Văn Thành, pháp danh Từ Nghiêm, hưởng dương 49 tuổi, hương linh thân mẫu là Lương Sao Lành, pháp danh Ưng Hiền, hưởng dương 47 tuổi, cùng tất cả chư vị hương linh trong khắp pháp giới thừa tư thiện phước mà tóc phát ta bà tạo đăng lạc quốc. Cuối cùng chúng con nguyện đem tất cả công đức này hồi hướng cho khắp pháp giới được hòa bình, và hồi hướng cho bệnh dịch COVID-19 trên toàn thế giới được sớm tiêu trừ và muôn loài chúng sanh được an lạc. Ngưỡng mong trên quý ngài thì từ ai mẫn chứng minh hứa khả nạp thọ cho sự như pháp cũng như này, để chúng con được gọi nhuần công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Cung thỉnh chư tôn đức tăng nhất tâm niệm Phật để chứng minh công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trên ân sư và chư tôn đức đã từ bi niệm Phật chứng minh, chúng con không biết nói gì hơn, nguyện cầu Tam Bảo thùy từ gia hộ cho quý ngài pháp thể được vô lượng khinh an, pháp âm lưu diễn, giới đức cao tăng tuệ đăng thường chiếu, đạo quả viên mãn, để mãi mãi là bóng cây đại thụ che mát chúng con, là ánh sáng dìu dắt chúng con, là con thuyền thanh lương đưa chúng con trở lại quê hương Tây Phương Cực Lạc. Trong buổi lễ hôm nay, mặc dù chúng con hết sức cố gắng nhưng cũng không sao tránh khỏi lỗi lầm sơ suất, ngưỡng mong chư tôn đức thùy từ ai mẫn hỷ xả cho chúng con. Chúng con xin đầu đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch ân sư tôn kính của chúng con. Giờ đây đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm và thanh tịnh như pháp. Chúng con thành tâm cùng thỉnh ân sư đại từ đại bi khai thị chỉ dạy cho chúng con những tinh hoa trong văn sao của tổ sư Ấn Quang, để giúp cho chúng con từ đây về sau đoạn tất cả những điều ác, làm tất cả những việc thiện, chí thành niệm Phật, để tất cả ngay trong đời này được vãng sanh thế giới Cực Lạc. Và chúng con thành tâm cung thỉnh ân sư. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng tại viện chiên tu và chư tôn đức tăng trên chùa Quan Thế Âm. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện cũng như trên chùa Quan Âm và đang online trực tiếp qua trang web vôlượngthọ.vn. Hiện giờ là 9 giờ sáng giờ Việt Nam. Giác Nhàn chia sẻ những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang về mạng sống vô thường, tích phước niệm Phật và A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay
Có gia đình chú Nguyễn Thành Sơn, pháp danh Từ Phước, ở Kentucky, Hoa Kỳ, phát tâm cúng dường trai tăng để hồi hướng kỳ an cho Nguyễn Thị Bơi, pháp danh Quảng Thủy, 81 tuổi, ở Kentucky, Hoa Kỳ. Nguyễn Thị Hoa, 53 tuổi, cũng ở Kentucky, Hoa Kỳ. Cầu an cho Nguyễn Thành Lâm, pháp danh Từ Thiền, 20 tuổi, cũng ở Kentucky, Hoa Kỳ. Phạm Đình Trung, 61 tuổi, Nguyễn Thị Hoa, pháp danh Liên Tịnh, 56 tuổi, Phạm Phú Quốc, Phan Ngọc Minh. Và đem công đức cúng dường trai tăng này hồi hướng cho hương linh Nguyễn Văn Thành, pháp danh Từ Nghiêm, hướng dương, 49 tuổi, hương linh Lương Sao Lành, pháp danh Ân Hiền, hướng dương, 47 tuổi. Và gia đình chú Trần Vị Cường, pháp danh Đức Thọ, xin cầu siêu cho hương linh Trần Trung Nhân, pháp danh Quảng Mãn, hướng dương, 47 tuổi, hương linh Trần Vĩnh Thắng, pháp danh Nhuận Đức, hưởng thọ 77 tuổi, hương linh Quách Lan, hưởng thọ 64 tuổi, hương linh Lưu Chi, hưởng thọ 86 tuổi. Nguyện cầu chư Phật mười phương, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Thiên Long Thần, hộ pháp Bất Bộ Kim Cang, hộ trì Tam Bảo. Nguyện đem công đức này hồi hướng kỳ an cho những vị vừa nêu danh trên, cũng như quý Phật tử trên chùa Quan Thế Âm và được xem trực tuyến, thừa tư công đức cúng dường trai tăng phóng sanh, mà thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, phước huệ song tu, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn. Sau khi bỏ báo thân này, đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, và nguyện đem công đức này hồi hướng nguyện cầu Đức Phật A Di Đà phóng ánh ngọc hào quang tiếp độ cho chư vị hương linh vừa nêu danh trên, và các vị hương linh phản phát đâu đây, và chư vị hương linh trên chùa Quan Thế Âm, thừa tư công đức cúng dường trai tăng phóng sanh in kinh này, mà tốc xả mê đồ siêu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Và Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, cái việc mà cúng dường trai tăng, đây là một cái ruộng phước gieo trồng, giống như là mình gieo một cái giống lúa vào trong cái ruộng. Thời xưa Đức Phật còn tại thế đó, lúc đó Đức Phật ngồi ở trên núi chung với các vị tỳ kheo, có ngài A Nan nữa. Lúc đó Đức Phật có chỉ dạy như vậy. Về sau, từ giờ trở đi, y áo của Như Lai và các hàng tỳ kheo đều may thành một cái ô. Cái ô giống như cái ruộng ở phía dưới cánh đồng. Điều này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khai thị rất hay. Nếu ai chịu vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, xuất gia làm tăng, người này thực sự phải có một phước báu đặc biệt hơn người, thì mới thọ hưởng đồ cúng dường của Tính Thí Đàn Na. Cho nên thành ra cái y từng ô đó tượng trưng cho cái ô ruộng phước, cái ô ruộng ở dưới cánh đồng đó. Mà cái ô ruộng dưới cánh đồng đó cần phải bỏ lúa vào trong đó, mình gieo lên mạ rồi nó ra hoa ra trái để mình hưởng. Nếu mình gieo vào cái ruộng sình, ruộng phèn, ruộng đất không có phiền nhiêu, đất xấu, thì cả công giống mạ lúa hư hết. Nghĩa là mình đem cái đồng tiền của cải vật chất của mình đem đến cúng dường hoặc một lo một cái nơi đó mà chư tăng đó không thực sự tu tập, không có tu hành đúng như lý như pháp lời Phật dạy, thì cái phước báu của mình không có thu hoạch nhiều. Vì sao vậy? Bởi vì bản thân của nơi đó, cá
các vị tăng không có sống lục hòa kính và không có tu tập đúng như lý, như pháp, như lời Phật dạy. Cho nên những vị đó không có phước báu, cho nên mình gieo vào trong đó thì phước mình cũng không có, giống y chang như là mình lấy lúa mình gieo vào trong ruộng vậy. Cho nên chúng tôi thực sự tán thán gia đình của Nguyễn Thành Sơn ở Kentucky và gia đình chú Trần Vĩ Cường. Pháp danh Đức Thọ và quý Phật tử đã tùy hỷ công đức cúng dường trai tăng hôm nay. Đây là một cái phước duyên thù thắng mà quý vị tin tưởng vào Tam Bảo của Chùa Quan Thế Âm và Viện Chiên Tu, tin tưởng vào Chư Tăng, là người tác Như Lai Sứ, hành Như Lai Sự, làm công việc của Phật và đem giáo pháp của Phật để trang rãi cho vạn loại. Rồi quý vị cảm được cái giáo pháp ấy, quý vị mới khởi tấm lòng bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, gieo trồng ruộng phước cúng dường trai tăng hôm nay. Thực sự đây là một phước báu rất thù thắng dĩ diệu. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay thì chúng tôi nói đến cái lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang về cái việc cúng dường trai tăng được ngũ phước là năm loại phước, lâm môn là đến nhà mình. Gọi là ngũ phước lâm môn. Hay gọi là nhà tích điều thiện, là cúng dường trai tăng, phóng sanh, in kinh, nuôi chư tăng, lo lắng chư tăng ổn định yên ổn một trú xứ đó tu tập. Thì quý vị có năm cái loại phước vào nhà quý vị. Không những vào nhà quý vị mà nó ở trong tâm thức của mình, không ai lấy được. Mà cái phước báu ngũ phước này quý vị mang đi được. Còn những cái loại tiền bạc của cải vật chất dễ bị mất mà mang đi không được. Trước khi chúng tôi nói đến cái ngũ phước lâm môn á, thì chúng tôi nói đến cái cuộc đời của Tổ sư Ấn Quang một chút. Đây là một cái đây là một nhân vật mà coi như cuộc đời của Giác Nhàn, gặp được nhân vật này thì hơn 4 năm nay đeo đuổi đọc văn sao và xem nhân vật này, xem bậc cổ Phật Đại Thế Chí này biểu pháp như thế nào. Thì mới sáng nay chúng tôi tự nhiên vỡ lẽ ra thấy cái cuộc đời của Ngài đặc biệt. Thì cuộc đời của Ngài mà chúng tôi hôm nay đúc kết ra được một cái bài học cho bản thân người tu sĩ, cũng như cho những người Phật tử, những người đời, nên lấy cái bài học của Ngài làm phương châm cho cuộc đời của mình thì không có bị trắc trở. Mà khi cuộc đời mà trắc trở, gặp hoạn nạn á, quý vị đau khổ dữ lắm. Có nhiều lúc gượng không lại nổi và thân mạng mình mất luôn á. Và nếu áp dụng được điều này thì gần như là cuộc đời của mình á, sống thọ, không có chết yểu. Phước báu được vun trồng viên mãn. Thứ nhất là chúng tôi nói cuộc đời của Ngài áp dụng vào cho những người tu sĩ như bản thân chúng tôi và anh em huynh đệ ở Viện Chiên Tu cũng như trên chùa lắng nghe cái chỗ này. Mà đọc văn sao phải tinh ý lắm á, mới đúc kết ra được và lấy ra được cái mẫu người mà Tổ sư Ấn Quang Ngài làm biểu pháp. Ngài hay dùng cái danh từ là ẩn kính tài năng và tu luyện trở thành pháp khí. Mà khi thành pháp khí rồi, giống như chén đã nung thành sành rồi, mưa, sa bão táp kiểu gì nó cũng không rã thành bùn. Mà nếu không ẩn kính tài năng để hàm dưỡng tu hành cho thành pháp khí, tích lũy âm đức, tích lũy phước báu và có những cái khả năng của một con người tu sĩ trọn vẹn đó, nếu mà không chịu tích lũy thì giống như là chén bát chưa nung thành sành, nó còn bùn, nó còn đất, mưa, một trận mưa qua thì nó rã liền. Người tu sĩ nếu không có hàm dưỡng, không có công phu tu tập tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên tu hành á, thì ra làm việc sớm gặp chướng ngại,
gặp danh lợi mà chướng ngại là gặp những trắc trở thì người này gục ngã liền. Chỗ này là cái chỗ thâm sâu cuộc đời của tổ sư Ấn Quang. Từ 21 tuổi đi tu mãi cho đến 55 tuổi người ta mới biết đến hai chữ Ấn Quang. Trên cuộc đời chúng tôi hàm dưỡng vẫn chưa đủ. Từ 2007 đến 2010 bắt đầu ra làm Phật sự. Thực sự vất vả khó khăn vô cùng. Sau đó rồi giờ chúng tôi quay lại đến hôm nay hơn 4 năm. Chôn vùi thân tâm mình ở tại viện chuyên tu này. Tùy theo khả năng của mình có được bao nhiêu tùy duyên không phan duyên để mà hỗ trợ cho anh em huynh đệ cũng như các Phật tử để mà nương nơi đó tu hành. Không có đi các nước. Mấy năm trước thì Úc, Canada, rồi Mỹ, rồi Singapore, rồi đi các nước 16, 17 nước. Mà khi đi nhiều thì cái công phu của mình nó xuống. Vì vậy cho nên thành ra Giác Nhàn mong đại chúng ở đây lấy bài học của tổ sư Ấn Quang là có thời gian hàm dưỡng trước. Mà cái tuổi hàm dưỡng thường khoảng 20-21 như ngày, cho đến 50-55 tuổi rồi tích đủ cái âm đức, cái phước báu và công phu dày dặn cho thành pháp khí rồi đó, thì ra làm việc nó không có trở ngại. Mà lúc đó nếu thực sự mình trở thành pháp khí rồi đó thì Phật Bồ Tát sẽ bổ xứ và sẽ hỗ trợ cho mình chứ không phải lo. Không phải lo phan duyên. Đây là bài học. Đây là bài học quý giá của người tu sĩ mà cuộc đời của Tổ sư Ấn Quang là học và hành cho thành pháp khí, ẩn giấu tài năng, đem cái khôn ngoan hiểu biết của mình đó mà về tri thức vứt ra ngoài Đông Dương Đại Hải. Dậm chân một chỗ để dụng công tu hành. Và Ngài nói thêm điều này: nếu ai có khả năng, tài năng về học thức, về uyên thâm, về kinh điển thì học xong rồi phải hàm dưỡng tu thì lợi ích chúng sanh lắm. Nhưng nếu không có khả năng về tri thức, có khả năng về diễn giải, học rộng thì chỉ có cặm cụi làm kẻ ngu phu ngu phụ, niệm Phật lâu ngày rồi nghiệp tiêu thì trí tuệ phát sanh và công đức cũng thù thắng viên mãn. Hai hạng người đều phải dụng công trước. Đó là nói đến hàng tu sĩ nha. Nói đến hàng cư sĩ nè, cũng áp dụng bài học này được. Khi bắt đầu mình lớn lên, đi học xong lớp 12, đại học xong rồi đúng không? Bắt đầu mình có được cái nghề bác sĩ, kỹ sư rồi, thì cũng không vội. Lúc đó khoảng hai mấy tuổi, nếu học bác sĩ thì đến gần 30 tuổi vẫn chưa phải là cái tuổi vững vàng cứng cáp, chưa đủ âm đức, cần phải nương cha mẹ và lập nên được một sự nghiệp cho mình vững vàng, có tiền, có bạc, có sự nghiệp và có nhà cửa, lúc đó mới nói đến cái chuyện là cưới vợ hoặc đi cưới chồng. Cái chỗ này quan trọng. Bọn trẻ bây giờ chưa có sự nghiệp, học hành chưa tới đâu, phá hết những cái tinh hoa trong ngũ tạng của mình. Cha mẹ không răng nhắc và không nói đến cái giới tà dâm, cho nên thành ra tuổi trẻ bây giờ phá thai. Phá thai là một loại nghiệp giết người, giết con mình. Nó gây trở ngại rắc rối cuộc đời của mình lớn vô cùng luôn. Cái này hết sức thận trọng các bạn trẻ. Không ai nhắc nhở, không ai nói cho mình. Cha mẹ bây giờ đến khi mà con đụng chuyện rồi, mang một bụng rồi, phá thai về nói cha mẹ la rầy. Nếu là cha mẹ đó là người hiểu được nhân quả, la rầy đánh cho một chặng rồi xong im. Chuyện gì đâu vô đó, bỏ. Lối dạy của cha mẹ thời này dạy con cái không thành thánh hiền. Muốn dạy cho con cái thành thánh hiền là ngày nào cũng răng nhắc, ngày nào cũng nói. Nói lời thánh hiền để họ thâm nhập vào trong tâm con. Của bọn trẻ bây giờ. Cho nên là ra Ngài hay nhắc đến cái gia đình ông Trịnh Liêm. Một gia đình 1.000 người, từ ông cố, ông sơ, ông nội, cho đến thành ra cháu chắc gì ở chung trong một gia đình luôn, hỗ trợ lẫn nhau. Chút xíu nữa chúng tôi sẽ nói đến cái việc giáo dục gia đình này. Đó là cái sự giáo hóa của Ngài để cho con người thành thánh hiền. Khi mà thành thánh hiền thì nó đã có âm đức trong đó rồi,
Cho nên thành ra là họ sẽ thành tựu được trong cuộc đời. Và cha mẹ đã giáo dục con thành thánh hiền rồi, cái phước đức người này ngang bằng với thánh hiền, lớn lắm. Đó là cái việc hôm nay chúng tôi nói sơ cái cuộc đời của Tổ sư Ấn Quang, mà vì sao chúng tôi hơn 4 năm nay vẫn đeo đuổi văn sao, không bỏ bộ văn sao này. Và lần nào giảng cũng phải giới thiệu văn sao và thầy Nhuận Minh đọc văn sao. Vì cuộc đời của Ngài là một bài học cứu tinh cho cuộc đời của Giác Nhạc. Thực sự đây là một bậc cứu tinh. Và Ngài có khai thị như vậy. Đối với cái căn cơ thời này đó, là bọn chúng ta đó, mà nếu mà tu hành mà không có thêm trợ hạnh á, mà chuyên nhất một môn á, thì khó thành tựu, chỉ bậc thượng căn thành tựu. Chuyên nhất một môn như Ngài Hải Hiền, một câu niệm Phật, Ngài không biết chữ, Ngài niệm 4 chữ A-mi-thổ-phổ là A-di-đà-phật, Ngài vẫn có thể thành tựu được, chứng nhập được tam muội và thành Phật được. Thì cái việc này Ngài nói có chứ không phải không có, mà hiếm hi hữu lắm. Riêng đối với cái cách của Ngài chỉ cho chúng ta tu là phải cần thêm có trợ hạnh, nghĩa là người niệm Phật nguyện vãng sanh Tây Phương cần phải có thêm trì chú, tụng kinh, niệm thêm Quan Âm và làm tất cả các hạnh lành và những cái phước báu mình gieo trồng. Thì chánh trợ, chánh đó là nhất tâm niệm Phật để một đời này mình không có trở lại là một con người phàm phu tục tử khổ đau nữa, mà để mình về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà là chánh hạnh niệm Phật. Nhưng cần phải có những cái trợ hạnh, đó là phải tích lũy phước báu, giống như gia đình hôm nay phát tâm cúng dường trai tăng là ngoại tài. Quý thầy nấu nướng và xếp ghế lo cho Phật tử tác bạch là nội tài, đem công sức của mình ra cống hiến là nội tài, là cần phải có tích lũy phước báu. Mà ở trong chúng là một cơ hội để tích lũy phước báu của hàng tu sĩ, nội tài là hay nhất. Đó. Thì như vậy cái việc mà tu hành đó, có một số những vị nói rằng là chỉ cần niệm Phật thôi, không cần trì chú, không cần niệm Quan Âm, không cần làm phước thiện gì hết. Thì đây là những vị bậc Bồ Tát tái lai thôi. Còn hàng phàm phu chúng ta thì phải y theo trong kinh mà làm, là phải tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên thì mới đắc sanh bỉ quốc. Và cũng không thể dùng một chút xíu thiện căn phước đức nhân duyên để sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc và hình thành cái sự nghiệp của mình. Cần phải có thiện căn phước đức nhân duyên nhiều. Thiện căn đó khi người ta nghe đến niệm Phật là người ta tin tưởng, người ta thích thú. Thiện căn đó người ta nghe đến điều lành là người ta thích thú. Thiện căn đó là người ta gặp thần chú đại bi là người ta chịu tụng liền. Nghe Ấn Tổ nói rằng là một ngày ngày tụng 25 biến, ít nhất hoặc nhiều nhất là 50 biến. Nghe vô cái là người ta tính tâm, người ta tụng liền, gọi là thiện căn. Giới thiệu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, họ tin liền, họ nguyện phát nguyện vãng sanh, người này có thiện căn. Mà nhiêu đó cũng không đủ đâu, phải tạo phước báu nữa. Cho nên Ngài nói ăn cơm trắng mà ăn cơm suông á thì cũng no, nhưng mà kèm thêm thức ăn rau dưa thì cũng không trở ngại gì. Niệm Phật niệm suông cũng được, niệm không là chỉ có niệm Phật không cũng được, nhưng mà thêm trì chú, tụng kinh, niệm Quan Âm, tu tạo tất cả những cái thiện phước cũng được. Mà thường bọn phàm phu chúng ta thì thêm trợ hạnh nữa thì giống như là thuận nước căng bường thì yên tâm hơn. Lúc trước chúng tôi thực sự là chỉ một câu Phật hiệu với một bộ kinh Vô Lượng Thọ, nhưng một thời gian công phu nó xuống hồi nào không hay, không có một cái mức công phu giữ cho nó thăng bằng. Đến hôm nay 108 biến đại bi, hoặc là có những người 54 biến đại bi mà họ giữ đều với một cái thời gian mỗi ngày không bỏ, thì cái mức độ công phu của họ đều như vậy, không bị thối chuyển. Hay cực kỳ. Còn đôi khi mình công phu chưa vô được thành phiến, mình chưa vô công phu được, cái tự nhiên Bồ Đề Tâm nó thối chuyển. Mà khi Bồ Đề Tâm nó thối chuyển rồi là chán tu lắm. Nghe đến cái chịu thiện phước là họ chán, họ không muốn làm. Đó là cái việc hôm nay chúng tôi nói sơ trước về cái cuộc đời tu hành của Tổ sư Ấn Quang và cái đường hướng của Ngài đưa ra mà hôm nay chúng tôi áp dụng là tương đối ổn. Thằng chú Đại Bi trì hơn 6 tháng nay ở trên chùa coi như là yên ổn, nghe dịch bệnh chỗ nào đó, một số các chùa coi như là điều kiện kinh tế khó khăn, mà riêng chùa Quan Âm mình Phật tử vẫn về phát tâm cúng dường, chư Tăng vẫn ổn định, yên ổn tu hành. Đó là cái sự gia trì của thần chú Đại Bi mà chúng tôi khuyên đại chúng mỗi ngày ít nhất là 54 biến, còn không thì 25 biến.
Và như ở đây thầy Nhuận Bình và một số người, quý thầy trên đó là 108 biến đều đặn. Đặc biệt thần chú Đại Bi có sức gia trì để mà chuyển oan gia trái chủ và chuyển nghiệp chướng và khống chế lại những cái nghiệp xấu ác của mình đặc biệt. Người nào trì rồi mới thấy đặc biệt. Nhưng mà cần phải có cái máy để hỗ trợ. Lúc trước chúng tôi gần như là trì thần chú Đại Bi thì gần như là bị hụt hơi, thiếu hơi, rồi nó nhói ngực, nhiều lúc nó mệt. Nhưng hôm nay cái cách này chúng ta hôm qua chia sẻ với thầy Nhuận Bình, hôm bữa cũng nói rồi đó. Hít một hơi chậm chậm vô, mới bắt đầu vô trì cũng phải hít một hơi chậm chậm vô, đầy bụng rồi cái bắt đầu mình tụng ra, hít một hơi vô rồi tụng ra, đừng để mệt rồi hít. Khi để mệt rồi hít rồi nó cũng khó lấy lại cái sức khỏe và cái khí lực, nó khó có bồi bổ lại cho đủ. Cho nên thành ra là hôm nay tụng Đại Bi là sau khi một thời 54 biến là khỏe giống như là không tụng. Nhiều lúc nó hít sâu vô cũng như là mình lưu lại cái không khí trong người mình á, thì tụng xong thì gần như cái nhiều lúc khỏe hơn nữa. Cái chỗ này là cái chỗ mà đại chúng lưu tâm. Nhiều người họ trì Đại Bi khoảng 3 biến bằng miệng mà họ không có nén hơi được là hụt hơi, họ đuối liền. Thầy Thiện này nói, có nhiều quý thầy nói trời ơi tụng có một biến đến 3 biến sái tịnh là đuối rồi, mà tại chùa Quan Âm mà một lần 54 biến kinh khủng như vậy. Đó là nhờ máy hỗ trợ. Cái này rất là đặc biệt. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói sơ cuộc đời và cái lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trước khi nói về cái ngũ phước lâm môn. Ấn Tổ hay nói là nhà tích việc thiện, điều vui có thừa. Mà nhà tích việc bất thiện, điều ác, thì tai ương có thừa với nhà người này. Tụ chung lại cái việc thiện của Phật giáo mình nói thì thân mình có 3 loại nghiệp thiện. Nếu không làm 3 điều ác thì nó sẽ là 3 điều thiện. Nếu không sát sanh thì người này tích được việc thiện. Mà việc thiện đầu tiên của ngũ phước này là tuổi thọ kéo dài. Thì hôm nay quý Phật tử lấy đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình làm, đem đến đây cúng dường trai tăng, và trong ngày hôm nay có phóng sanh 10 triệu trên chùa, chút nữa làm lễ phóng sanh. Mình đem cái tiền này mình mua mạng chúng sanh, đáng lẽ chút xíu nữa hoặc chiều nay là nó bị chặt đầu môi ruột rồi bỏ lên bếp chiên xào nấu nướng, rồi người đó người ta ăn nó, thì không có cái đau khổ nào bằng cái đau khổ mà chúng sanh bị phanh thây mổ ruột. Mà mình mua cái sự chết chóc đó, mình cứu mạng đó, thì cái phước đầu tiên của ngũ phước lâm môn đó là sống lâu, hay gọi là trường thọ. Mà người phát tâm phóng sanh mà còn kiên giết, từ con dế, con kiến, con trùng, con nhỏ nhất họ cũng kiên giết, họ ăn chay trường nữa, thì bảo đảm cái thọ mạng người này sống phải qua khỏi 60 tuổi là hết một đời người. Hết một đời người là 60 năm. Khi Đức Phật còn tại thế thì đời người là 100 tuổi. Nhưng mà Ngài nhập diệt đến hôm nay á, là 3.000 năm. Mà cứ 1.000 năm thì nó giảm đi là 10 tuổi. Thì mình đang sống trong kiếp giảm này, tuổi thọ mình đang giảm. Và 3.000 năm thì giảm 30 tuổi, thất thập cõi lai hy, nghĩa là 70 năm cuộc đời. Mà bây giờ còn lại kêu là 60 năm, cho đúng ra là 70 năm cuộc đời. Là Đức Phật ra đời là con tuổi thọ của người thường bình quân là 100 tuổi. Nhưng mà đến hôm nay là đã 3.000 năm, thì cứ 1.000 năm là giảm 10 tuổi. Hôm nay 3.000 năm rồi, thì vô thời mạt pháp 1.000 năm rồi, thì cứ 1.000 năm là giảm 10 tuổi, là đang trong kiếp giảm. Tuy nhiên có một số người trong kiếp giảm mà họ vẫn sống đến 80-90 tuổi có, họ sống 100 tuổi có. Bởi vì cái đời trước của họ có tích lũy phước báu, ăn chay, kiên giết, phóng sanh. Có ông cụ chúng tôi mới nhận ông, và ông ở Hà Nội, ông vào, ông sống 93 tuổi rồi, còn khỏe mạnh. Ông leo lên cầu thang, ông đi bình thường. Chúng tôi hỏi, ông ở nhà có ăn chay? Ông kêu không, không ăn chay là biết ăn bạn rồi. Có niệm Phật kêu không. Ông ở nhà ông làm gì? Kêu mấy năm trước cũng đi làm như mọi người công nhân thôi. 4 năm lại đây coi canh cái nghĩa địa mà ngủ ngoài nghĩa trang luôn.
Nhưng mà giờ ông nghe đĩa chúng tôi rồi ông biết trong này ông phát tâm, ông vào trong này chúng tôi cho ông lên cái khu nhà già. Thì vì sao đời này ông không ăn chay, ông không niệm Phật, mà sao ông sống đến 93 tuổi? Cái phước thừa thọ mạng của đời trước nó dồn cho đời này. Đời này mà ông không biết tu thì đời sau đôi khi ông vô trong thai bào bị người ta giết mất à. Bởi vì đời trước của ông có tích phước để đời này hưởng, nhưng đời này không có tích phước thọ mạng, không ăn chay, không phóng sanh, không niệm Phật. Mãi đến 93 tuổi bắt đầu ông mới ăn chay nè, ăn chay trường nè. Và bắt đầu mới là phóng sanh trên chùa mình, ông ra ông phóng sanh và ông biết niệm Phật. Thì đời sau của ông, nếu thực sự ông tín nguyện niệm Phật, 90 tuổi ông vẫn cũng có thể được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà ông chịu tích lũy thiện căn ngay bây giờ và ông nỗ lực tinh tấn tu. Cho nên thành ra quý vị phải hiểu rõ, mình sống đến hôm nay 20, 30, 50, 70, 80, 90, đó là thọ mạng của đời trước quý vị đó. Chứ còn đời này đôi khi quý vị cũng chưa phóng sanh bao nhiêu hết trơn, vẫn còn ăn thịt chúng sanh, vẫn là âm tuổi thọ mạng của đời này đó. Mà nếu mà đời này mà không chịu quay đầu kịp thời để kiên giết ăn chay, để mình phát tâm cúng dường ruộng phước tu tập á, thì thọ mạng mình nó ngắn lần, ngắn lần, ngắn lần. Thọ mạng này không phải là trời cho đâu, không phải là tự nhiên dửng dưng nó có, sống đến hôm nay là lẽ bình thường, không phải vậy. Hoặc là có số mạng, mình 45 tuổi là đúng số mạng đã chết, không cải số được cũng phải. Cho nên Đức Phật A Di Đà đặc biệt Ngài có cái nguyện là khi bất cứ một chúng sanh nào ở cõi người nè, cõi trời, cõi Atula, bất cứ ở cõi nào về cõi con, là về cõi Tây Phương Cực Lạc, tuổi thọ bằng như con là vô lượng tuổi. Kinh khủng không? Còn tuổi thọ ở đây Ấn Tổ nói mạng sống vô thường, Ngài răng nhắc mạng sống vô thường chỉ qua hơi thở. Hãy nên tích phước và chỉ có cái phước báu phóng sanh, kiên giết ăn chay, phước báu cúng dường trai tăng, phước báu thương người cứu vật, thì cái phước báu nó bảo bọc cái thọ mạng mình kéo dài được. Cái chỗ này quan trọng. Còn tiền bạc có bạc tỷ, có gia đình chỗ đó đó, ông bị bệnh nặng quá, mang qua Singapore, mang qua Mỹ, mang đủ các nước hết trơn rồi, cuối cùng cũng chết. Nhà quá trời giàu, tiền bạc, nói bác sĩ bây giờ cứu đi là bao nhiêu tiền họ cũng đưa, nhưng mà không cứu được. Vì sao vậy? Thọ mạng hết đó. Hạn sử dụng của thọ mạng nhiêu đó, 50 mấy tuổi. Cho nên có hai cái nó làm cho mình hết thọ mạng. Thứ nhất là lòng sân bực bội nóc nảy nổi lên. Đó là một cái độc tố để nó phá hết tất cả ngũ tạng trong cơ thể mình để sanh ra bệnh. Và cái ý niệm sân này nó làm cho thọ mạng mình ngắn đi. Người nóng tánh là người dễ chết sớm, người chết yểu, người gặp trục trặc trở ngại. Cho nên Ấn Tổ khuyên người phụ nữ mà tánh tình không ôn hòa mà bực bội nóng nảy á, khi có con rồi con nó nhiễm tánh tình của mình, mà nhiều lúc mình bực bội mình cho nó bú sữa của mình nó chết luôn. Cái chỗ này cực kỳ quan trọng luôn đấy. Đó. Cho nên có hai cách mà để nuôi dưỡng được thọ mạng. Thứ nhất là phát tâm rộng lượng cúng dường trai tăng, phóng sanh, kiên giết ăn chay. Đó là cái công đức của tu tạo lợi tha, phải làm cái điều này. Và gặp vật là phải cứu nó liền, gặp người phải thương người liền, giúp đỡ người liền. Thì đó là cái cách tu tạo để tích lũy cái âm đức công đức lợi tha. Bên cạnh đó phát tâm niệm Quan Âm Bồ Tát, mà Bồ Tát Quan Âm có cái hạnh nguyện là ai muốn trường thọ thì niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát được trường thọ, ai muốn phú quý là giàu có niệm Quan Âm Bồ Tát được phú quý. Thấy nghe lạ hả? Phú quý là giàu có phải không? Hôm bữa có một cô Phật tử, cô lên cô cúng dường trai tăng. Đáng lẽ tuần trước có nói cái câu chuyện này rồi mà không đủ thời gian. Nghe Bồ Tát Quan Âm phát Bồ Đề Tâm dõng mãnh, người nào mà phát Bồ Đề Tâm dõng mãnh đó nghe, niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm thì người này cầu phú quý được phú quý. Cái cô đó của làm ăn bị thất thoát, rồi trở ngại trục trặc gia đình lộn xộn rối beng luôn. Thì có nguyện Bồ Tát Quan Âm gia hộ cho con nghe thầy nhàn nói cái ngày lễ vía Quan Âm là niệm Quan Âm Bồ Tát, cầu trường thọ được trường thọ, cầu phú quý là cầu giàu có là được giàu có. Thì cô phát Bồ Đề Tâm của niệm Quan Âm Bồ Tát và sáng tối cổ trì đủ 108 miếng đại bi. Cô này hơi cười khôi á, tại nhà mà vẫn đủ 108 miếng đại bi, lấy cái máy của chúng tôi tặng á là cô mở ra cổ trì tụng. Thì hàng ngày cô thường xuyên cổ niệm Quan Âm Bồ Tát, bắt đầu làm việc gì là có trúng bánh việc đó. Và khi mà cổ nghèo thì cổ túng thiếu, cổ nợ nần đến 1 tỷ mấy luôn.
Sau đó rồi cô phát tâm cổ niệm Quan Âm Bồ Tát thì cô nói sao biết trong người nó mát mẻ, nó dễ chịu. Buôn bán lúc trước là đáng lẽ người ta hỏi không mua là mình bực bội, mình chửi bới, mình khó chịu phải không? Bây giờ người ta không mua thôi cũng vui vẻ cảm ơn người ta đàng hoàng. Cô vui vẻ, cô hoan hỷ trong lòng nó mát mẻ do con niệm Quan Âm trì thần chú để bi. Cho nên thành ra ai cũng thấy cổ mặt mày hoan hỷ sáng sủa, ai cũng tới mua đồ của cổ từ từ trong mấy tháng sau. Trả hết 1 tỷ còn dư mấy trăm triệu nữa. Có phải là từ nơi tâm của mình an vui rồi bình niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm có phước báu không? Đúng. Nếu một thời lễ lạy cúng dường Bồ Tát Quan Âm, một thời lễ lạy niệm thần chú đại bi, một thời lễ lạy niệm Phật A Di Đà tụng kinh, công đức này thù thắng bất khả tư nghì, chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấy được thôi. Chúng sanh khó tin vô cùng. Đó. Cô này cô lên cô cúng dường cái phong bì, cô không lật ra coi. Thì cô đưa nhiều bỏ trong túi vậy thôi. Cô nói cảm ơn thầy, khi mà con trả nợ xong còn dư mấy trăm triệu, con xin xây cái thất tại nhà. Có miếng đất ông chồng không cho, ông kêu tu mà cất chùa, cất miễu, cất thất trong nhà nó xui lắm thôi, ông cũng không chịu. Rồi cô rồi con nguyện tiếp với Quan Âm, con kêu khi nào mà ông đồng ý đủ duyên rồi con lên con coi chỗ nào mua miếng đất hoặc mua cái nhà gì đó ở gần chùa thầy con niệm Phật giảng sanh. Mà con nghĩ chắc chắn là Bồ Tát gia hộ cho con sẽ được, bởi vì cái mà con thấy là linh nghiệm đó là nợ cả tỷ mà con trả hết mà còn dư tiền nữa, thì con thấy cái công đức niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, đặc biệt ngoài cái việc mà mình niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm nó có cái công đức gia trì đó, thì nó làm lại, nó hỗ trợ cho cái tâm của mình nó được an vui, mà chính cái tâm an vui nó sanh ra cái phước báu. Cho nên cái người mà bực bội tức tối nhăn nhó cãi cọ bất hiếu cha mẹ rồi sừng sổ với người khác nóng nảy thì người này lúc nào cũng gì gặp xui. Xui đó không phải ông trời ông ban đến cho mình, mà chính mình hành tâm trạng đó là tâm trạng xui xẻo, tâm trạng đó là tâm trạng mà hết phước báu, chết yểu chết non. Nhớ chỗ này không ạ? Phải hiểu chỗ này và tin tưởng cái điều này mà chúng tôi nói. Cái phước báu của ngũ phước lâm môn, thứ nhất đó là sống lâu, thứ hai đó là giàu có, thứ ba là bình yên khỏe mạnh, thứ tư đó là ham chuộng phước đức, thứ năm đó là chết tốt lành. Ấn Tổ hay nhắc đến cái ngũ phước lâm môn này. Mà ngũ phước lâm môn này không phải là ai mang đến tự bên ngoài, mang đến tặng cho mình may rủi đâu, mà tự thân mình phải tạo. Cho nên thành ra cuộc đời người ta không có hiểu nhân quả, người ta sống trong mờ mịt tội ghê lắm. Người ta thấy người đó làm ăn giàu có, tự nhiên người ta nói sao? Trời hên quá, tự nhiên ông trời hay là ông thần nào đó, hoặc là thánh thần gì đó, hoặc người này gặp may quá ta. Không có hiểu được cái nguyên do là họ tạo cái phước rồi. Họ làm ăn giàu có, họ biết phát tâm cúng dường, mà đời này không cúng dường, không có làm phước cái đời trước có. Họ hưởng thừa cái phước mà họ đã làm, họ gieo, chứ không phải bỗng không. Khi mình hiểu nhân quả rồi mình thấy mình nghèo phải không? An phận trong nghèo, bởi vì do đời trước và đời này mình không biết làm những cái pháp cúng dường, thương người thương vật, mình không có làm điều này cho nên mình nghèo. Biết rồi an phận thủ thường, bây giờ từ giờ trở đi bắt đầu mình phát tâm dõng mãnh tinh tấn để tạo phước báu. Cho nên là Đức Phật là lưỡng túc tôn, đầy đủ hai cái tôn quý nhất, đó là phước đức và trí tuệ mới thành Phật được. Nhiều lúc mọi người nói rằng tu khỏi cần phải tạo phước, đóng cửa ở trong đó tu là được rồi. Nhưng một thời gian không ai cúng, thiếu phước không có gạo ăn. Có một cái vị đó hỏi Hòa Thượng Tịnh Không, tôi không tin nhân quả đâu, tôi không tin cái chuyện cảm ứng mà cầu được ước có đâu. Cái Hòa Thượng hỏi lý do làm sao vậy, kia hôm trước giờ tôi cầu cái tủ lạnh mà tôi cầu hoài không có. Cái rồi Hòa Thượng Tịnh Không hỏi là thầy ở với ai, kêu tôi ở con mình à. Hòa Thượng Tịnh Không nói thầy ở mình cầu không có, đúng rồi, mình thầy đâu cần tủ lạnh chứ đâu, mua bữa nào ăn bữa đó là được rồi, với hai thầy sống một mình thầy cầu cho thầy không có đâu, thầy phải cầu vì chúng sanh cho đại chúng kìa, rồi bắt đầu thầy ở trong đại chúng đó thầy hưởng, chứ thầy cầu cho thầy không có là đúng rồi. Cái đạo lý nhân quả không có thâm. Cho nên để ý coi, người phụ nữ nào đó mà hiếu thảo với mẹ chồng, lo lắng cho chồng, không có xe xua hưởng phước, không có cầu về cho bản thân mình nhiều đó nghe, thì con người này được hạnh phúc và tuổi thọ người ta kéo dài và cuộc đời về già người ta sẽ sung sướng, bởi vì người ta có tích phước mà. Đúng không ạ? Thì cái phước báu thọ mạng là quan trọng nhất, lắng nghe cho kỹ nè. Cho nên thành ra cái đợt nào cúng trai tăng của quý vị, chúng tôi cũng phát tâm để mà phóng sanh hết. Ngoài cái việc phóng sanh đó là tích lũy một phần đó để nuôi các cụ già, rồi đem cái ẩm thực cúng dường đó đó, đem cái đồng tiền đó cũng như ẩm thực hôm nay đó đó,
là cúng dường cho chư tăng trên đó và để toàn bộ đại chúng hôm nay về cổng tu ăn miễn phí, không có tính tiền. Chúng tôi tin tưởng cái phước báu mà nấu đồ chay cho người đó ăn, người ta vui vẻ hoan hỷ để người tu hành, cái phước báu này lớn. Vậy cho nên ra trong tất cả các phước báu mà để mà tích lũy cái phước báu mà cho thọ mạng kéo dài, đây là quan trọng. Nếu quý vị có của cải vật chất giàu có, quý vị có trí tuệ sáng suốt, gia đình hạnh phúc, quý vị chết yểu quý vị hưởng được gì không? Không. Thấy chưa? Như vậy mình cần phải thọ mạng kéo dài. Cái này là cái nền tảng quan trọng. Rồi mình mới làm được cái gì thì làm. Mà muốn được cái nền tảng thọ mạng kéo dài sống lâu á, thì mình phải gì? Ăn chay trường. Chỗ này quan trọng. Có một số người không bằng lòng với chúng tôi chỗ này, nói rằng thịt cá người ta bán bao nhiêu người ăn cũng vậy thôi chứ có gì đâu. Họ không hiểu được cái đạo lý nhân quả. Khi mình ăn thịt vào, có vay phải có trả. Vay ít trả ít, vay nhiều trả nhiều. Vay là mình ăn á, mà không vay không ăn không trả. Trả là làm sao? Trả là đến cái lúc mà mình bệnh hoạn, mình đau đớn, không ai đâm chém chặt mình, mà tự nhiên nó đau đớn trong ruột, trong gan, trong người, nó bầm dập phải vô bác sĩ rồi gì, ruột thừa nó phải cắt, nó mổ, bao tử, đủ thứ. Đó là một loại trả của nghiệp báo đấy. Mà mình không hiểu, mình cái ô chuyện đó chuyện đâu bình thường, không phải đâu. Nó có nguyên do của nó đó. Sao có những người người ta sống suốt cuộc đời không mổ cái gì hết trơn, không mổ ruột thừa, không mổ bao tử, không đau đớn một cái gì, mổ xẻ. Còn mình mới có hai mấy tuổi mổ tùm lum hết trơn rồi. Nó có cái đạo lý nhân quả trong đó mà mình không hiểu. Cho nên muốn sống bình yên, chết an lành, làm ơn làm phước ăn chay giùm đi. Làm ơn làm phước kiên giết, khuyên người kiên giết đi. Có đồng tiền đó mình bớt xài ra mua cá mình thả. Hôm bữa vừa rồi đây cô Lợi Hà Nội có phát tâm 10 triệu phóng sanh, cái buổi giảng hôm đó biết sao tự nhiên lâu quá rồi không phóng sanh, chúng tôi cảm được cái điều phóng sanh chúng tôi nói. Và có một cái cô đó, cô nói 20 tháng 3 âm lịch cổ cũng làm cái lễ phóng sanh giống y chang như cô Lợi Hà Nội. Rồi một bà cụ ở đây bà cũng tích lũy được 10 triệu, mới hôm qua cũng làm được cái lễ mà chúng tôi bận lên ban tôn giáo có công việc đất đai trên chùa cho nên không có trực tiếp để giảng. Bởi vì hôm nay giảng rồi cho nên hôm qua chúng tôi nói thầy Minh chỉ làm lễ phóng sanh thôi. Cho nên thành ra khi mà làm một cái lễ phóng sanh như vậy đó, thì bao nhiêu người một đồng tiền đó, thay vì mình xài cho bản thân, mình mua áo, mua quần, ăn uống thịt thà, mình xài nó hết phải không? Mà cái công đức phóng sanh đó bao nhiêu người hưởng luôn, và không những người sống hưởng mà người chết cũng được hưởng luôn. Thù thắng. 10 công đức phóng sanh bất khả tư nghị. Cho nên Tổ sư Ấn Quang Ngài nói cái việc mà kiên giết ăn chay phóng sanh, đây là một loại phước báu của ngũ phước lâm môn, thọ mạng kéo dài, cực kỳ quan trọng. Người tu sĩ cần cũng phải có làm. Thế nên thành ra có một số các vị thầy không đủ phước duyên, và một chúng tôi xin không dám nói tên, mà một số các vị thầy bác luôn cái chuyện phóng sanh. Tiền để mà đem cho người nghèo, hoặc lo cho gia đình, lo cho con người, cho mua con cá thả ra làm gì, người ta bắt lại. Đủ kiểu để mà họ bác cái chuyện phóng sanh, mà trong khi đó là Đức Phật nói 10 công đức phóng sanh. Họ bác lời của Phật. Cho nên thành ra tà sư thuyết pháp cho các sông Hằng, quý vị lớ sớ mà lên trên mạng coi họ mà mình không có vững tín tâm là bị cuốn theo đó liền. Bây giờ thôi, trên mạng biết bao nhiêu người giảng. Lẽ dĩ nhiên mỗi người có mỗi cái cách thuyết giảng của họ, nhưng mà hầu như họ tự phát lên, họ nói theo ý nghĩ của họ chứ không theo một cái hướng đi nhất định của Phật hoặc của các vị tổ. Họ chạy hết trơn những cái ý nghĩ của Phật, họ làm thời đại hóa hết, nguy hiểm vô cùng, nguy hiểm. Cái thứ nhất là ngũ phước lâm môn, là cái phước thứ nhất đó là sống lâu. Cái chỗ này đại chúng nên lưu tâm. Ngoài cái việc ăn chay rồi, mình còn phải có cái phương cách để sinh hoạt cho khoa học một chút. Mà hôm trước Giác Nhàn nói, ba Giác Nhàn mà ổng 73 tuổi mà bị suy tỷ, cuối cùng ông cụ này sống đến 82 tuổi, mà bà cụ mẹ của Giác Nhàn cũng vậy. Sư cô Liên Phương cũng sống thọ 83 tuổi, rồi ông cụ cũng là 82 tuổi. Họ có cái cách sống của họ, những người xưa họ có cách sống của họ. Mà cái cách sống của ông cụ mà Giác Nhàn ở bên cạnh đó là ông ngủ sớm, không khi nào quá 8 giờ. Chúng ta hôm nay thì 8 rưỡi, 1 giờ rưỡi dậy chứ ông cụ là 8 giờ hoặc là 7 giờ mấy ông lên giường ngủ rồi. Ngủ sớm cực kỳ quan trọng, tốt cho bộ não và sống thọ. Thứ hai ông đi bộ. Cái dốc đó ông đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, ông đi bộ. Đi bộ thiệt là nhiều. Uống nước lọc thôi, chứ qua bên chúng tôi là không còn uống bia uống rượu gì nữa rồi. Và ai cho đồng nào đó có thì ông gì? Đem đi phóng sanh.
rồi đi lên đi xuống ông niệm Phật. Có gì khác không? Có gì cao xa không? Có gì mà gọi là cao siêu lắm không? Niệm Phật, ăn chay, phóng sanh, đi bộ, ngủ sớm, vậy mà sống thọ. Vậy mà chuyển cái bệnh suy tỷ ung thư máu 73 tuổi mà kéo dài được 9 năm đến 82. Đây là sự thật. Đây là sự thật. Nhân vật này là sự thật. Bố Giác Nhàn là Giác Nhàn ở chung với ông cụ. Nên cái những cái ý niệm này rất quan trọng nha anh em vấn đề. Đó là cái cách sống thọ mà hôm nay Giác Nhàn nói. Sống thọ đó là một loại phước, nằm trong ngũ phước, mà phước thứ nhất gọi là sống thọ hay gọi là trường thọ. Đó. Cái thứ hai là phú quý là giàu có. Người biết bố thí cúng dường, phóng sanh, lấy đồng tiền mình ra để phóng sanh cứu mạng, người này gọi là tài thí. Rồi quý thầy quy y Tam Bảo sám hối nghiệp chướng cho nó và niệm Phật cho nó nghe và nói pháp cho nó nghe là bố thí pháp cho loài súc sanh đó. Vô y thí là đáng lẽ nó sợ hãi, nó chết trong thời gian ngắn ngủi, chuẩn bị là nó chết, mà mình mua cái chết đó là công đức vô y thí. Đây mới là công đức kéo dài thọ mạng này. Và đây cũng là công đức mà phú quý là giàu có. Cho nên thành ra có một số quý Phật tử hay hỏi vì sao lúc trước mà thầy nghèo quá, chừng năm 2000 đến 2007 mà coi như là gạo không có nấu, đi mua thiếu lên thiếu xuống, bình ga lúc đó có 80 ngàn mà cũng không có tiền mua, mà lý do gì bữa nay hôm nay nuôi mấy trăm cụ rồi quý thầy đồ ở trên này sinh hoạt thì nhiều lúc xây dựng nữa, vì sao có được cái đồng ngân này, có được cái đồng tiền này, bí quyết chỗ nào? Hôm nay Giác Nhàn nói với quý vị nghe về cái phước báu để mà mình giàu có, lắng nghe. Chỗ này là kinh nghiệm thực tế, lắng nghe kỹ. Phước báu mình có 500 ngàn mỗi chủ nhật bắt đầu phóng sanh. 2007 bắt đầu mới làm được chuyện này đó. Rồi có được đồng tiền đó bắt đầu mới in băng, in đĩa, mua kinh, mua sách, mua tượng tặng cho người ta. Không gom cái đồng tiền đó, gom tích lũy từng chút xây cái chùa to đùng lên. Không, chưa làm chỗ này, không làm chuyện này. Cái đó là cái ngọn, không làm, chưa làm. Bây giờ phải tích lũy âm đức cái gốc chứ. Cái gốc đó là phóng sanh, cái gốc đó là 10 công đức in kinh tạo tượng, cái gốc đó là nuôi dưỡng các cụ già để họ yên ổn đó, họ tu. Đây là phước đức bậc trung. Và nuôi cho họ và nói cho họ nghe pháp môn tịnh độ để họ vãng sanh Tây Phương, đây là phước báu bậc thượng. Còn đem tiền tặng cho những người mà lúc mà họ bị ngặt, tức là họ bị lũ lụt đó, thì cứu cho họ như vậy trong một thời gian nhất định nào đó để họ qua cái cơn hoạn nạn đó, thì phước báu đó gọi là bậc hạ cũng phải làm. Phước báu bậc hạ này cũng phải làm. Mà phước báu bậc trung mà nuôi các cụ già, chúng đó chẳng nhàng đâu có nghĩ có khả năng phước báu, có tài trí gì đâu mà có thể là nuôi các thầy hoặc độ các thầy đâu. Không có nghĩ đến điều này. Nghĩ rất là thấp. Nghĩ rất là thấp. Như vậy mà từ từ nuôi các cụ già, có đồng nào tích góp nuôi các cụ già, các cụ mà mất ha, con cái bỏ thì gì, lo quần, lo áo, lo ăn, lo uống, lo bệnh, lo hoạn. Hôm nay chúng ta không phải kể lễ khoe khoang mà nói cái cách để cho những người là quý thầy và các Phật tử nên tích lũy âm đức. Đừng vội vàng xây nhà cửa lớn, đừng vội vàng lo cho bản thân mình nhiều xe cộ và giống như cái cây để cứ hưởng trái chứ không có bón phân tưới nước cái gốc. Cái cây muốn ra trái nhiều thì gì? Bón phân tưới nước cái gốc thì trái nó tự ra. Còn mình quên bón phân tưới nước cái gốc mà cứ hái trái ăn hoài thì nó gì? Cái cây nó khô nó chết. Bản thân của mình phước báu không bao nhiêu mà cứ lo làm sao có tiền. Làm sao mà để mà những cái tiện nghi tốt nhất đến với mình. Không bao giờ nghĩ đến cái chuyện lợi tha lợi ích chúng sanh. Không bao giờ nghĩ đến cái chuyện để mà lợi ích cho quần chúng. Thì giống như mình hái trái hoài là hết trái mà cây không ra nổi nó chết. Hưởng phước hoài trong mạng có bao nhiêu môi ra hết để hưởng rồi gì? Rồi hưởng phước bất khả hưởng tận. Nếu mà hưởng tận hết rồi thì gì? Đi ăn mày. Đây là cái bí quyết của sự thành công. Mua cuốn sách bên ngoài nó nói gì? Bí quyết của thành công đem về đọc làm được. Cái đó là chuyện đó của ổng. Còn ổng làm được. Tự nhiên ổng làm cái nghề đó ổng thành công. Ổng nói đủ thứ trong đó hết trơn. Mà trong cuối cùng cái gốc là trong mạng ổng có tài. Mà trong mạng mình không có tài, mình bắt chước thì ổng làm không xong. Thấy chưa? Mà cái phước báu này quan trọng. Phú quý ai cần không? Cần chứ. Mà biết cần trong cái thời điểm nào? Từ
từ lúc 50 tuổi trở lên, ngũ thập tri thiên mạng, lúc đó có tiền trong tay rồi mới biết mình làm gì và không nên làm gì. Còn nếu mà dưới 50 tuổi thì có nên làm phước lợi ích chúng sanh đi. Đây là bài học của chúng ta, cực kỳ quan trọng. Bởi vì chưa đến 50 tuổi là lời Thánh Hiền nói là ngũ thập tri thiên mạng, mà chưa đến 50 tuổi thì mình chưa biết thân mạng, thân tâm và hiểu biết của mình nên làm gì và không nên làm gì. Làm đôi khi dễ trật, cần phải hỏi những người đi trước. Muốn không trật thì cứ lợi tha vì lợi ích chúng sanh đi. Rồi tự nhiên khắc trong mạng mình nó có rồi ha. Giống như cái gốc mà mình làm cho nó vững rồi, bón phân tưới nước cho tốt rồi là cây coi như nó ra trái hoa, mình hái ăn không hết. Kêu nó đừng ra nữa, đừng ra nữa, nhưng mà nó cứ ra. Người cứ thương người, thương vật, phóng sanh, ăn chay, tu hành, tích đức. Nó đừng có tiền tới nữa, đừng có tiền tới nữa, mà nó cứ tới. Hiểu chỗ này không? Bí quyết của sự thành công, giàu có ở chỗ này, đó là cách sống của một con người thánh hiền. Bên cạnh đó họ tích lũy âm đức, có phước họ không muốn hưởng cho bản thân họ nhiều, họ đem cho người khác hưởng. Cái chỗ này là cái chỗ bí quyết. Và cuộc đời trải nghiệm của Giác Nhàn là trong một cuộc đời này, chứ không phải là đời trước hoặc đời sau nữa đâu, mà trong cuộc đời này, trời ơi, nó quá trời thiếu thốn luôn. Quá trời thiếu thốn, từ 2000 đến 2007 là quá trời thiếu thốn. Mình biết rồi, bây giờ mình không có thể nào có một chút phước là mình làm cho nó thêm để mình hưởng, mà phải cho người khác hưởng để đắp cái nền móng cho vững, thì người này phú quý sẽ đến với họ. Bên cạnh đó chịu khó niệm Quan Âm, giống như cô hồi nãy Giác Nhàn kể đó, chịu khó niệm Quan Âm thêm đi. Tâm nó sẽ thanh tịnh an vui. Mà khi tâm thanh tịnh an vui rồi, bắt đầu nói gì? Nó thích đi làm phước, nó thích cứu người, thương vật. Nhất là cái tâm Bồ Tát Quan Âm mà đi vào trong cái tâm của con người mình, cái hạnh nguyện Bồ Tát Quan Âm mà đi vào cái hạnh nguyện của mình, thì nó thay đổi tâm tánh mình nhanh. Ngũ phước lâm môn. Thứ ba là bình yên khỏe mạnh. Khi mà có phước báu, khi mà người này, người ta sống lâu được rồi đó ha, thì cuộc sống họ rất là yên ả, ít có khi nào bị trắc trở, trở ngại lắm. Bây giờ cái phước báu nó bảo bọc cho cuộc sống của họ, ít có gì lên đên, gặp gờn lắm. Ổn định, cuộc sống họ rất ổn định. Họ nghèo, họ sống theo nghèo. Họ giàu, họ sống theo giàu. Nhưng mà họ gì? Luôn luôn họ tích lũy cái phước báu. Cuộc sống họ rất yên ả. Quý vị coi lại đi, quý vị coi kỹ lại đi. Có nhiều người giàu có, tỷ phú, đủ thứ của cải vật chất có, nhưng mà lúc nào cũng đau khổ, tâm bất an, rồi công việc làm ăn trở ngại, rồi nó cứ bấp bênh, nó quằn chịu không nổi, không được bình yên. Mà tâm không được bình yên thì bắt đầu bệnh xảy ra thôi, làm gì có khỏe mạnh, đúng không? Những cái phước này quan trọng nha, nhớ nha, cái này quan trọng cực kỳ ạ. Rồi cái thứ tư đó là ham chủ đức hạnh. Họ thấy người có đức hạnh là họ gì? Họ muốn bằng. Họ thấy người không có đức hạnh, người tệ bạc, họ không có chê bai, chỉ trích. Họ ưa chuộng người có đức hạnh. Mà Phật là người có đức hạnh nhất trong tất cả các người. Và có đức hạnh các vị trời thì Phật là có phước nhất hơn tất cả các trời. Đặc biệt Đức Phật là một vị có đức hạnh thù thắng. Mà mình thành tâm xưng niệm danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, mà đảnh lễ bậc nhị túc tôn có đức hạnh này, giống như nhiễm hương á, thì cái đức hạnh đó sẽ đi vào trong con người của mình. Cho nên 10 công đức lễ Phật là vậy. Tôn kính Phật, mình đảnh lễ Phật, thì cái công đức này rất là thù thắng, gọi là gì? Ham chủ đức hạnh. Và cuối cùng cái phước báu thứ 5 là chết tốt lành. Khi họ chết tốt lành là sao? Khi lúc ra đi thì gia đình của người này biết ăn chay làm lành phước báu. Rồi nếu gọi đời á, thì gia đình của họ là sẽ mời thầy đến để mà liệm cúng kiến. Rồi họ sẽ xây mồ, hoặc giả là họ sẽ làm cho cái người sống và người chết này rất là yên ổn, và sắc diện họ rất là an vui. Thường những người mà có sống được bình yên, ham chuộng đức hạnh, rồi giàu có, sống lâu, có ngũ phước á, thì lúc lâm chung gương mặt của họ rất là hoan hỷ. Coi như là gương mặt của họ nhìn đẹp mà hoan hỷ vô cùng, thì gọi là chết tốt lành. Còn cái người mà tâm bực bội, tức tối, rồi giận hờn, không biết tích phước, không biết ăn chay, thì lúc lâm chung nhìn gương mặt họ dữ dằn. Có nhiều người mà họ kể lại mà chết rồi mà đắp mền rồi mà dở cái mền ra, hoặc dở cái mền quang minh ra, mà nhìn gương mặt là thôi không dám nhìn, trợn mắt le lưỡi. Có nhiều người đã mất rồi mà học máu ra nữa, nhìn nó kinh khủng luôn.
Do bình thời họ không có tích ngũ phước này, cho nên lúc lâm chung họ rất là kinh hồn khiếp vía, hiểu không ạ? Cho nên thành ra là ngũ phước này Tổ sư Ấn Quang nói nên phải tích giữ. Mà khi có ngũ phước rồi là nó bảo bọc thân tâm của mình, sống thọ yên vui, giàu có, khỏe mạnh, ham chuộng đức hạnh và chết được an lành. Đây là ngũ phước. Đặc biệt của một con người, nếu không tích ngũ phước thì con người này sống sẽ rất là đau khổ. Thì cái việc mà hôm nay Vấn Nhàn nói đến cái ngũ phước đó, thì Tổ sư Ấn Quang có khai thị về cái việc đó là mạng sống vô thường. Mạng sống mình chỉ qua một cái hơi thở, nếu mà hít vô mà không thở ra thì con người này chết hết một đời. Cho nên thành ra Ngài răng nhắc mạng sống vô thường. Cái đoạn này trong văn sao Ngài có nói, chút xíu nữa Vấn Nhàn có nói đoạn này. Bây giờ nói đến cái mạng sống vô thường qua hơi thở. Con người mình sống ở cõi này khi sanh ra đó, thì từ nhỏ rồi bắt đầu nó lớn từ từ. Mà có những người họ có phước báu, họ sanh ra họ lành lặn. Ví dụ đang ngồi dưới đó mà có mắt nhìn thấy được, tai nghe, miệng ăn được, rồi thân thể mạnh khỏe, thì người này có phước báu đời trước, cho nên sanh ra thân thể không bị tật nguyền, thì là một cái phước báu của ngũ phước á. Nhưng mà họ không biết xài cái ngũ phước, họ đắp thêm cái ngũ phước, họ tích lũy ngũ phước đó, mà họ trái lại họ phá hủy cái ngũ phước đó. Họ ăn thì họ ăn thịt chúng sanh, họ nói bậy, họ nói hỗn, họ nói làm cha mẹ đau khổ, họ nói cho người khác để mà hả giận, thì họ mất đi cái phước của cái lời nói. Cho nên thành ra đời sau hoặc trong đời này có nhiều lúc họ bị ngọng, họ bị trở ngại về cái âm thanh, xài hết cái phước của âm thanh. Mắt của họ đáng lẽ nhìn Phật, đảnh lễ Phật, hoặc nhìn những cái điều mà thiện thư tốt, họ đem nhìn đi cái chuyện bậy bạ xấu xa, cho nên hết phước con mắt, bị mù sớm hoặc giả bị cận, bị đuôi gì đó, hết cái phước của con mắt. Hả không ạ? Rồi cái gì nữa? Thêm cái thân họ đáng lẽ lành lặn phải không? Rồi cuối cùng gì? Họ không biết hưởng cái phước của cái thân của họ. Rồi họ gì? Họ xài hết cái phước là gì? Tà dâm quá độ, dẫu vợ chồng họ không biết giữ cái thân của họ, cuối cùng gì? Bệnh mà chết luôn cũng có. Nó con người mình không có biết cái tích phước, không học lời thánh hiền để tích phước, toàn là hưởng phước mà phá luôn nữa chứ. Phước đâu mà chịu cho nó. Đó. Thì mạng sống con người nó mong manh như chỉ mành treo chuông, quý vị để coi. Trời, nghe ông thầy bạn, ông vừa lái Honda, ông đi ngang tới, qua khỏi cái bến xe tỉnh Lâm Đồng mình, bên xe trên thành phố, vừa qua khỏi xong cái tự nhiên mặt mày tối thui, xe té cái rầm cái chết. Quý vị thấy không? Quý thầy, vậy mà đôi khi cũng gì, cũng gặp nạn. Cái mạng sống mình nó mong manh như cái cọng chỉ mà nó mỏng lét mà nó treo cái chuông thiệt lớn. Bởi vì mình không có ngũ phước để bảo bọc, cho nên là nó chết một cách quá dễ dàng luôn. Còn người sanh ở cõi Tây Phương Cực Lạc, hoa nở ra, họ thấy Phật, họ ngộ vô sanh, họ bên cái cảnh giới bên đó, không bị xe tông, không bị đói khát mà chết. Mà họ đi bằng thần thông chứ không cần xe nữa, thần túc thông. Họ vận động đi cõi này đến cõi nọ luôn, chứ không phải ở đây mình đi tỉnh này qua tỉnh nọ mà phải dùng phương tiện xe, bất tiện vô cùng. Cho nên đang nghĩ đến Tây Phương Cực Lạc, đối chiếu vào cõi này, mà người nào tin tưởng là họ gì, sống đây tạm bợ, họ tích lũy phước đức để họ về bên đó. Cái chỗ này quan trọng, không phải nói chuyện bánh vẽ đâu, có sự thật đó. Nhiều người về rồi đó, về cũng không khó đâu. À. Như vậy hôm nay mình biết rằng là mạng sống của mình vô thường, mong manh như chỉ mành treo chuông, thì phải biết cách để mà bảo vệ cái mạng sống mình bằng cách tích ngũ phước, là phóng sanh, ăn chay để thọ mạng kéo dài, và kiên giết và thương loài động vật hoang dã. Và muốn giàu có là phải bố thí cúng dường, đừng có vơ vét vô bản thân mình nhiều quá. Nhớ, nhớ cái chỗ này là cái bí quyết của thánh hiền mà họ có phước báu, họ thành tựu này. Lúc nào họ cũng nghĩ để mà giúp cho chúng sanh, lúc nào họ cũng muốn làm một cái gì đó lợi ích cho chúng sanh, thì người này bắt buộc phải có phước. Còn những người mà lúc nào họ cũng nghĩ phải làm lợi ích cho họ, lúc nào họ cũng muốn vơ vét cho họ một chút xíu phước báu cũng không biết làm, thì người này từ từ sẽ nghèo và bằng cùng. Dẫu cho họ đang giàu, phước thừa đời trước có, nhưng mà cũng phải nghèo đó. Và họ nghĩ riêng tư cho họ không, nghĩ cho mình không, không có một ý niệm gì mà nghĩ cho gia đình, để là cho chúng sanh, thì phước báu người này làm gì có. Họ nghèo từ chỗ này. Đó. Cho nên đây là cái bài học kinh nghiệm sống của Vấn Nhàn. Gặp một người đó là gì? Không có nghĩ là họ phải cúng cho mình, mà gặp họ là phải gì? Nói pháp cho mấy, và hỏi họ có chuyện gì ông, tạo điều kiện giúp đỡ.
Cái chỗ này là chỗ quan trọng. Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì mong lợi mình thì hắc ám tâm trí, và giao tiếp đó có ý mưu đồ, và giao tiếp này sẽ tổn phước. Mà giao tiếp là muốn làm sao lợi ích cho họ thì tự nhiên cái lợi mình có. Cho nên nhà tích phước điều vui có thừa là vậy đó. Khi Đức Phật còn tại thế, hỏi tất cả các vị tỳ kheo mạng sống con người sống bao lâu, thì có các vị tỳ kheo mới nói: bạch Đức Thế Tôn, mạng sống con người 100 năm. Thì thời Đức Phật là tuổi thọ 100 năm. Thì một số các vị tỳ kheo nói rằng là bạch Đức Thế Tôn là 70 năm cuộc đời là một mạng sống con người. Đức Phật cũng lắc đầu kêu không phải. Có nhiều người, các vị tỳ kheo nói là 60, rồi có người nữa 50, 40, 30, 20. Cuối cùng gì? Sai hết, không ai nói đúng hết. Đức Phật nói mạng sống con người qua hơi thở. Vừa mới đẻ ra thôi mà gì? Không thở được nữa, chết. 20-30 tuổi thôi, hơi thở hít vô, không thở ra, chết. Mạng sống con người qua hơi thở. Mà hơi thở đó nó cũng có cái sự rằng rịch, và nó có một cái sự mà gọi rằng là kết hợp với lại cái phước báu của con người, chứ không phải là hết thở là bỗng không đâu. Chết mà phải bỗng không đâu, mà do thọ mạng hết. Thọ mạng hết do mình xài cái thọ mạng này quá, xài qua cách là ăn mặn, sát sanh, và cứ giết các loài chúng sanh, bẻ chân bẻ cẳng nó, và dế chim rồi mũi mồng, cái con gì mình cũng gì, mình không có có thả nó, mình phát tâm để mình phóng sanh, mà con gì mình cũng giết nó, thì thọ mạng mình ngắn. Có cái chú đó, ông nói, ông kêu trời, lúc trước con mới sinh ra nhìn bảnh trai, mặt mày tròn trịa đẹp lắm. Khi bắt đầu lớn lên đi học lớp 5, lớp 7 gì đó, rồi bạn bè rủ đi câu cá, chỉ có 1-2 năm thôi mà cái mặt nó biến dạng kinh khủng luôn. Dễ sợ, thì một cái tâm sắc sanh mà nó biến dạng cái mặt nó như vậy. Cái người mà họ sanh về Tây Phương Cực Lạc cũng phải cần có ngũ phước và có tịnh nghiệp tam phước. Họ phát tâm, họ niệm Phật, họ về bên đó rồi hoa nở thấy Phật, ngộ vô sanh, và họ trở thành một thân tướng y hệt như Đức Phật Di Đà, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chứ không phải như một con người ở cõi này khi sanh ra giống như là cục thịt đỏ que bằng cái bắp đùi, xong bắt đầu từ từ lớn lên. Nó gọi là thân vô thường. Nó từ nhỏ nó lớn lên, nó vô thường, nó lớn lên như vậy. Vì sao mà cái thân nó nhỏ rồi nó lớn từ từ lên vậy, rồi già rồi chết? Do sống với tâm vô thường. Và hoàn cảnh ở đây cũng vô thường luôn. Cho nên thành ra con người sống ở đây là không ổn định, bất thường. Mà con người sống ở Tây Phương Cực Lạc với tâm chân thường, cho nên thành ra khi họ sanh ra một cái thân họ đẹp đẽ, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, giống hệt như Đức Phật Di Đà, là họ sống với tâm chân thường. Họ với tâm thanh tịnh, cho nên họ mới được cái thân nó như vậy. Quý vị để ý thôi, nhìn người gương mặt của người đó xấu xa, họ nhìn thấy cái thân tướng của họ không đẹp đẽ, vậy mà họ phóng sanh, họ ăn chay, họ niệm Phật, họ tích phước, một thời gian thân tướng họ đổi ra, họ đẹp. Họ đẹp lạ kỳ. Đặc biệt như vậy. Thì giờ quý vị nghe cái đoạn mà Tổ sư Ấn Quang có khai thị về cái việc mà khi mà người sanh về Tây Phương Cực Lạc đó, thì cái thân tướng của họ sẽ đặc biệt hơn, không phải như thân tướng của một con người. Và hơn nữa đó là một cái câu chuyện của ông Hiển Ấm mà hôm nay Giác Nhàn muốn nói. Sư Hiển Ấm này là một vị sư mà rất là tài năng, xuất chúng, thông kinh luận và giỏi về mật tông, nhưng mà cuối cùng thì chết yểu, mới có 24 tuổi mà chết. Có nguyên do. Đệ tử ngài Đế Nhàn có hai vị. Một vị là hòa thượng Tịnh Không, kể đó là ông thợ vá nồi, nghèo khổ đi vá nồi mà không đủ tiền để mà sinh sống, khổ quá. Cuối cùng gặp ngài Đế Nhàn, ngài cạo đầu xuống, tóc xuất gia, ngài giao tới một cái miếu đó, ngài tiêu ở tại cái miếu đó mà niệm Phật, có người bưng cơm đến cho ăn. Và ông thợ vá nồi này, những cái nồi hồi xưa, nồi chảo bằng gang bị lủng xong rồi người ta giá lại đó, gọi là thợ vá nồi, và không đủ sống luôn, khổ như vậy đó, khổ cùng cực luôn à. Rồi cuối cùng ông tới đó, ông niệm Phật 3 năm, ông đứng, ông vãng sanh, đợi ngài Đế Nhàn đến rồi bắt đầu đỡ, nằm xuống mới khiêng về. Ngài Đế Nhàn nói: các vị trụ trì, các vị học thức, tiến sĩ mà những giỏi cũng không thể qua nổi ông thợ vá nồi này. Ông niệm Phật 3 năm thôi mà ông đứng, ông vãng sanh luôn. Thì đây là một vị mà đệ tử ngài Đế Nhàn mà hòa thượng Tịnh Không có giới thiệu. Vị thứ hai là sư Hiển Ấm, thông minh xuất chúng luôn. Và lúc thông minh quá cho nên ngài Đế Nhàn hay nói những cái việc là tốt, khen tặng.
nghe quen tai thích thú quá rồi, rồi bắt đầu đi qua bên Nhật học mật tông, rồi được các vị bên mật tông truyền thừa về mật tông quán đảnh, về bên này truyền bá mật tông mà chê bai tịnh độ rồi thiền những pháp môn khác. Ấn Tổ có gửi lá thư cho ông Sư Hiền Ấm này, và Ấn Tổ có khuyên là nên hàm dưỡng ẩn kính tài năng tu hành đi. Rồi sau đó Ngài Đế Nhàn cũng khuyên nữa là ông còn trẻ tuổi, học thức ông thì giỏi, nhưng mà ông phải ẩn kính tài năng, ông hàm dưỡng bế quan tịnh tu 3 năm đi. Khi mà Sư Hiền Ấm nghe như vậy rồi kêu sao thầy mình lúc trước khen mình, bây giờ lại thầy mình kêu mình vô tu, mình giỏi vậy mà còn tu vậy nữa. Cuối cùng gì, bực tức đi qua tới cư sĩ Lâm và ôm cái khó chịu mà thầy mình nói như vậy đó là chết luôn. Thì tổ sư Ấn Quang nói Sư Hiền Ấm là người thông minh xuất chúng, nhưng mà không nghe lời thầy là Ngài Đế Nhàn khuyên rằng nên hàm dưỡng, ỷ vào cái tài năng của mình giỏi, cho nên thành ra gì, muốn làm gì làm, và không nghe lời thầy, bất kính thầy, rồi cuối cùng gì, trắc trở. Không trắc trở thì cũng phải chết non, cái này bị chết non. Cho nên trong cái phước mà để kéo dài thọ mạng trong ngũ phước, nó có một cái phước gọi là tôn kính sư trưởng, hiếu dưỡng cha mẹ. Đây là hai cái phước này kéo dài thọ mạng đặc biệt. Cho nên Sư Hiển Ấm chết, chết mà lúc chết đó có người nói với Ấn Tổ rằng Phật niệm cũng không được mà chú trì cũng không xong luôn. Mới có 24 tuổi ra đi chết. Cho nên là đây là một nhân vật mà Tổ Ấn Quang hay nhắc rằng là gì? Thiếu sự hàm dưỡng. Người lớn khuyên không nghe. Muốn đi là đi. Muốn học nơi nào đó là học. Muốn làm gì thì làm. Trong khi đó là kinh nghiệm tu chưa có, hàm dưỡng chưa có. Khả năng tài trí thì giỏi, nhưng mà đó chỉ là học thức thôi, không hàm dưỡng. Ấn Tổ viết cái thư cho Ngài Sư Hiền Ấm này rất hay luôn. Cho nên ra chúng tôi khuyên quý vị, học thì phải thực học, và bắt chước theo cái hạnh của các vị thời xưa. Ngài Lý Bỉnh Nam cũng không ngoại lệ cái việc mà hàm dưỡng cho Hòa Thượng Tịnh Không 5 năm, tự Hòa Thượng Tịnh Không phải xin ở lại 5 năm nữa để hàm dưỡng cho nó đủ cái công phu. Cho nên thành ra thời xưa học trò, thầy nói như sao họ nghe như vậy. Và bắt đầu thời Ngài Đế Nhàn như vậy rồi mà vẫn không có thể nói cho Sư Hiền Ấm có thể nghe được. Cho nên người thông minh có hai cái xuất hiện. Thứ nhất là cống cao ngã mạn, thứ hai là dâm tâm khó trừ. Hai cái nghiệp này, hai nghiệp này là hai cái nghiệp đáng đọa, nguy hiểm cực kỳ luôn. Cho nên kẻ học thức giỏi giáng thường là phạm phải hai cái lỗi này, Ấn Tổ nói. Nguy hiểm cực kỳ. Đó. Thì bây giờ thầy Nhuận Binh sẽ đọc cho đại chúng nghe cái lá thư của Ấn Tổ gửi cho Sư Hiển Ấm nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời Sư Phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ Sư Ấn Quang trích trong văn sao. Thành tâm dâng lên cúng dường chư Tôn Đức Tăng và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang trả lời lá thư số 28, thư trả lời Pháp sư Hiện Ấm. Nhận được thư khôn ngăn mừng rỡ an ủi, tọa hạ túc căn sâu dày, thông minh hơn người. Chưa đầy mấy năm mà đối với tông, đối với giáo, đối với mật đều đã thông đạt. Đáng hận là quan già rồi, chẳng thể học theo những sở đắc của tọa hạ được. Chỉ mong tọa hạ từ đây chân tu thập chứng, thì hai tông Thiên Thai lẫn mật giáo từ nay sẽ được chấn hưng lớn lao. Nhưng hiện thời tuổi ông hãy còn quá trẻ, hãy nên gấp rút ẩn kính tài năng, tận lực tu hành, đợi đến khi công phu hàm dưỡng sâu đậm mới ra hoằng pháp thì lợi ích lớn lắm. Thông minh và có hàm dưỡng sẽ thành pháp khí, thiếu hàm dưỡng thì đối với bản thân, đối với pháp, chắc rằng lời lẽ hành vi sẽ chẳng tương ứng mà chính mình không biết. Đây là lòng khăng khăng ngu thành cử quan. Thầy Liễu Đạo đã đến đây, đừng lo, gió xuân dễ xâm nhập vào người, xin hãy giữ gìn điều dưỡng, ác sẽ không cần thuốc mà được yên vui vậy. Sư Hiện Ấm là đệ tử của Pháp Sư Đế Nhàn, cực thông minh, chưa đầy 20 tuổi đã thông thạo giáo nghĩa tông Thiên Thai, qua Nhật học mật tông, sau 3 năm đã thấu hiểu giáo nghĩa mật tông,
do quá thông minh nên đâm ra ngạo nghễ, thường viết những bài gửi đăng trên tờ Hải Triều Âm đề cao mặt tông, cho rằng các tông phái khác đều là thấp kém và chỉ có mình mới hiểu đúng mặt tông. Khi sư trở về nước, đến gặp thầy với vẻ hiu hiu tự đắc, Pháp sư Đế Nhàn từ bi khuyên Hiện Ấm nên ẩn cư hàm dưỡng cho sâu dày rồi mới ra Hoằng Pháp để tránh va vấp. Nhưng Hiện Ấm lại tưởng lầm thầy mình đố kỵ, cố tình chèn ép, nên đau bực đến nỗi ngã bệnh. Trong khi bị bệnh vẫn dùng thế trí biện thông để tranh biện với những ai vấn nạn, nên cuối cùng đã phải kiệt sức chết khi chưa đầy 24 tuổi. Khi mất, sư thần trí mê loạn, không niệm Phật mà cũng không trì chú được, nên rất khó thể khỏi bị đọa. Lá thư số 507, thư trả lời cư sĩ Ôn Quang Hy. Ông vọng tưởng tơi bời mà vẫn gấp muốn được nhất tâm bất loạn, tâm ấy chính là cái gốc cho ma dừa. Vì thế quan nói pháp môn tịnh độ trọng tại tính nguyện. Nếu tính nguyện chân thật thiết tha, dẫu chưa đắc nhất tâm vẫn có thể vãng sanh. Nếu không có tính nguyện, dẫu đắc nhất tâm vẫn chẳng thể cậy vào tự lực để liệu sanh thoát tử. Vì thế chẳng khuyên ông miệt mài cầu nhất tâm, do ông vọng tưởng tơi bời, hễ cầu nhất tâm nhất định sẽ bị ma dừa. Ông chẳng xét hiểu ý quan, bèn nghĩ là mặc kệ, miễn sao thuận tiện thì thôi. Những kẻ đối với chuyện trước mắt bèn tùy tiện, chắc chắn chẳng phải là người tín nguyện chân thiết. Nếu tín nguyện chân thiết, quyết chẳng đến nỗi hờ hững tùy tiện để rồi đều chẳng được vãng sanh. Lý vốn chẳng chướng, do ông coi vô lý là hợp lý, nên tự sanh chướng ngại thì còn oán trách ai? Quán Âm đại sĩ chính là quá khứ cổ Phật, nhà khảo chứng tầm mắt nhỏ tí như hạt đậu, nhưng cứ nói bừa đạo lý. Há ông chẳng từng đọc phẩm Phổ Môn trong quyển 7 Kinh Pháp Hoa, chương Quán Âm Viên Thông trong quyển 6 Kinh Lăng Nghiêm. Đọc hai kinh ấy sẽ bật cười trước những lời lẽ của bọn khảo chứng. Sách Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng không gì chẳng nói rõ. Chỉ vì ông tâm khí thô phù, trọn chưa hề hiểu rõ ngữ khí và ý nghĩa của đoạn văn trước lẫn đoạn văn sau, nên mới mờ mịt không biết theo hướng nào. Bà cô con gái của vua Diệu Trang là Ngoa Truyền, Cao Vương Kinh là Ngụy Kinh. Tụng kinh ấy thì vẫn có công đức chẳng ít, do trong ấy có thật nhiều danh hiệu Phật. Kinh này đã lưu truyền từ thời Lục Triều. Người thật sự thông hiểu Phật Pháp chẳng đời sướng, nhưng muốn cho tục nhân gieo thiện căn nên cũng chẳng ra sức ngăn trở. Ông thật đáng gọi là kẻ cuồng bậc nhất, tầm vinh hoa trong cõi đời như sóng biển vỗ đập ào ào, mà muốn ngay lập tức gió yên sóng lặng, lắng trong bất động. Tâm gấp muốn cầu được bất động chính là cái gốc của mọi sự đua nhau giấy động đấy. Lại như nồi đã sôi trào, cứ tận lực tăng thêm lửa mà mong cho nó chẳng trào sùng sục, há có được chăng? Quan nói với ông toàn là những chuyện lặng gió rút bớt củi, nhưng ông chẳng xét kỹ, vẫn cho là khuấy sóng sôi trào thêm, há chẳng đáng buồn quá đỗi ư? Ông hãy đọc kỹ văn sao và ngôn lục, ắt sẽ chẳng đến nỗi tự phụ bạc ông. Nếu không, đừng coi tôi là thầy, hãy bái vị cao minh nào khác làm thầy, quan cũng chẳng hỏi đến ông nữa. Tổ sư Ấn Quang khai thị người sanh thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc không có nữ nhân, nữ nhân xuất sanh hệ sanh về thế giới ấy đều mang tướng đồng nam trẻ trai, liên hoa hóa sanh, vừa từ trong hoa sen ra đều giống hệt như người trong thế giới cực lạc, chứ không phải là trước hết bé nhỏ rồi sau đấy mới dần dần khôn lớn. Người trong thế giới ấy không có phiền não, không có vọng tưởng, không có chuyện tạo nghiệp, do cậy vào Phật từ lực nên hết sức dễ sanh. Nhưng phải lấy niệm Phật làm nhân, đã vãng sanh rồi thấy Phật nghe Pháp, nhất định viên thành Phật Đạo. Trong 10 phương thế giới chỉ có cõi này là thù thắng vượt trội nhất. Trong hết thảy pháp môn tu trì, chỉ có pháp này dễ tu nhất mà công đức lại lớn nhất. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên,
quyển 2 thư trả lời cư sĩ Diệp Phước Bì. Vì thế hãy nên chuyên tu tịnh nghiệp cầu sanh cực lạc, nương theo Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Đã được vãng sanh thì liên hoa hóa sanh không có các khổ, thuần là tướng đồng nam bé trai, thọ như hư không, thân không tai biến, những danh từ như già, bệnh, chết vân vân chẳng còn nghe đến, huống gì thật có. Theo chân thánh chúng, thân cận Di Đà, nước, chim, cây cối đều diễn pháp âm, tùy theo căn tánh mình do nghe pháp bèn chứng, thân còn trọn chẳng thể được, huống gì có oán. Nghĩ đến áo bèn có áo, nghĩ ăn bèn có ăn, lầu gác nhà viện đều do bảy báo hợp thành, chẳng nhọc sức người tạo tác, chỉ là hóa ra, biến bảy sự khổ nơi ta bà thành bảy niềm vui. Lại thêm thân có đại thần thông, có đại oai lực, chẳng lìa chỗ mình, liền có thể trong một niệm ở khắp trong mười phương thế giới chư Phật, làm các Phật sự thượng cầu hạ hóa. Tâm có đại trí tuệ, có đại biện tài, từ một pháp biết trọn thật tướng của các pháp, tùy cơ thiết pháp không lầm lạc. Dẫu nói bằng ngôn ngữ thế đế, nhưng đều khế hợp diệu lý thật tướng, không có nỗi khổ ngủ ấm hừng hực, hưởng niềm vui thân tâm tịch diệt. Vì thế kinh nói không có các khổ, chỉ hưởng các sự vui nên gọi là cực lạc. Ta bà khổ, khổ không nói nổi, cực lạc vui, vui chẳng ví tày. Tin sâu lời Phật, trọn chẳng nghi hoặc mới gọi là chân tính. Cho nên dùng tri kiến phàm phu ngoại đạo, lầm sanh suy lường, bảo các thứ thù thắng trang nghiêm màu nhiệm trong tịnh độ, đều là ngụ ngôn nhằm tỉ dụ tâm pháp, chẳng phải là thật cảnh. Nếu có sự thấy biết tà vậy sai lầm như thế, sẽ mất lợi ích thật sự được vãng sanh tịnh độ, tai hại quá lớn, không thể không biết. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên Nguyện 1, thư gửi cư sĩ Trần Tích Châu. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị biết hiện giờ thì thường 300 đến 500 người đang xem trực tiếp trên toàn thế giới, cũng như gia đình của Nguyễn Thành Sơn, pháp danh Từ Phước ở Kentucky, nghe nói cũng xem trực tiếp một số quý Phật tử Oregon, rồi Chicago, Cali, vân vân. Mười mấy cái tiểu bang lúc trước chúng tôi qua 2 năm bên đó, họ vẫn còn cái nhân duyên mà mỗi lần chủ nhật như vậy chúng tôi giảng, họ đều xem trực tiếp hết. Đó là một cái nhân duyên mà hôm nay họ được nghe văn sao của Tổ sư Ấn Quang từ nơi Thầy Nhuận Minh đọc. Đây là một thiện thư. Bất cứ ở trong đạo cũng như ngoài đời, không có vội vàng bợp chợp. Tu hành cũng vậy, làm ăn cuộc sống cũng vậy. Mới gieo mạ xuống, mới bỏ lúa xuống lên mạ mà mong có lúa, có hạt, thì người này quá đáng, không hiểu gì được cái cuộc sống và sự sinh tồn của vạn vật. Sẽ gây trở ngại cho mình rất lớn. Dục tốc bất đạt, không vội vàng. Mà đến hôm nay chúng ta nói được cái câu nói này là 50 tuổi hôm nay á nha. Sinh năm 72 nhâm tí ha, 50 tuổi hôm nay mới thực sự để mà cảm nhận được cái lời của Tổ sư Ấn Quang, mới có thọ dụng. Từ khi đọc văn sao bên Mỹ về đây 4 năm trời, hơn 4 năm ở đây bắt đầu chiêm nghiệm văn sao, mới đọc từng chút áp dụng, thấy có thọ dụng. Hồi nãy ngài quở cái ông đó, cái tâm ông còn vọng động điên đảo mà vọng tưởng như vậy, mà ông cứ gấp muốn nhất tâm. Họ yên một chỗ để tịnh tu, để mà làm cho lắng dịu xuống, không chịu. Cứ đi rong hết chỗ này đến chỗ nọ mà muốn để thành tựu đạo nghiệp thì làm gì có đạo lý đó. Đó là bản thân chúng ta hôm trước dấp phải. Thấy một số các vị đi thuyết pháp đồ, đi hòn pháp nước này nước nọ cũng thích quá. Hàm dưỡng mấy cái 3 năm, 207, 210 chưa đủ. Đi ra rồi một cái thôi, chướng ngại đùng đùng. Chùa thì không ai coi ngó hết trơn, giao cho một số người. Mấy chú mấy thầy mà làm đủ kiểu hết trơn, nhận người ào ào chư ni vô, mấy cô trẻ vô đầy hết trơn trong đó, không biết cách nào để mà mình quản lý, về dọn ứ nữ muôn chết luôn. Bổn phận của mình đó là lo cho cái chùa dưới này chưa xong mà vượt quá phận, cứ nghĩ như vậy là mình là ngon thành tựu, coi lại văn sao là dở ẹt luôn. Là gì vậy? Nôn nóng vội vàng bợp chợp,
Mà cái tuổi nó là nó như vậy, ngộ vậy. Lúc đó ba mấy, 40 tuổi, bốn mấy tuổi là thôi chứ ai nói mà nghe đâu. Vậy mà có văn sao trị được. Văn sao để đọc vào cho những chúng tôi kháng cự và gì, hàm dưỡng mình còn thiếu. Khi mà mình không bợp chợp vội vã nha, mình yên ổn ở một cái nơi nào, chọn một cái nơi đó ở để mình dụng công tu hành, đọc cái bộ văn sao này chúng tôi thực sự là thấy có thọ dụng. Cho nên thành ra mà không biết quý vị ngồi nghe sao, chứ mà chúng tôi soạn ra cho thầy Nhuận Minh đọc thì chúng tôi cảm giác thấy thấm thiết cuộc đời vô cùng. Mà những người mà họ nghe văn sao họ cảm nhận được rồi thì cái hữu ích này bất khả tư nghị, lớn lắm. Vậy cho nên thành ra là cái việc mà để mà ngài khai thị thì cần phải học. Mà bản thân chúng tôi nghĩ anh em huynh đệ cần phải 10 năm đèn sách, công thành mới danh toại được. Rồi thêm 10 hoặc 20 năm dụng công nữa thì bảo đảm cuộc đời của mình có sự thành tựu cho 30 năm này. Mà thường chúng tôi thấy những người họ không có đi đây đi đó, đi nhiều là tuổi thọ kéo dài như Hòa Thượng Trí Tịnh. Ít khi nào người bước ra khỏi chùa, có công việc gì ngày lên nuôi cấm một chút rồi ngày về dịch kinh, ngày coi sách đồ, ít cái chuyện ngày phóng tâm ra ngoài ngày đi lắm. Là một vị Hòa Thượng mà chúng tôi lúc trước cũng hay xuống để đảnh lễ thăm Hòa Thượng. Thứ hai là Hòa Thượng ở ngoài Bắc là 104-105 tuổi. Trời ơi, ngài ở yên một cái chỗ, một cái chùa ngài cũng đơn giản, 105 tuổi rồi. Nên cái người mà họ không có đi nhiều cho nên họ không có xài cái phước. Đi thì phải tốn tiền xài phước đúng không ạ? Họ ở nhà họ đem cái tiền, cái phước đó họ hỗ trợ, họ hiến cho người khác. Họ yên một chỗ để họ tu. Nghề nghiệp cũng vậy, tạo một cái nghề nghiệp là làm cho tới nơi. Nó có thất bại cũng là gì? Là kinh nghiệm cho tương lai. Họ một nghề mà họ làm, một chỗ mà họ ở, một pháp môn đó mà họ hành trì lâu ngày dài tháng, một vị thầy đó với Ấn Tổ họ theo, có thọ dụng. Ngài khai thị về mạng sống vô thường. Mạng người vô thường, vinh hoa phú quý chẳng tồn tại dài lâu, hãy gấp đi theo diệu pháp niệm Phật để khỏi bị trầm luân. Đơn giản vài chữ vậy thôi, công hiệu lớn lắm. Mạng người vô thường, mà thường con người họ không thấy họ vô thường, bệnh hoạn gần chết rồi họ kêu ô sao vô thường dữ ta, lúc đó muộn. Mà bây giờ họ nhận chân được cái vô thường rồi, rồi bắt đầu họ sẽ làm gì? Họ sống an vui với cái vô thường và họ trở về với cái chân thường là cái tâm thanh tịnh của họ. Thì đây mới đây gọi là chân thường. Và con người thông minh đó cũng phải bị vô thường. Mà thông minh thì không cự lại nổi nghiệp lực. Lúc chết là hải hùng sợ hãi, giận hờn tức tối, rồi quỷ sứ nó tới nó dắt đi là không thể nào cự lại nổi. Cho nên thông minh vẫn không cự lại nổi nghiệp lực đó. Phú quý không thoát khỏi luân hồi, vinh hoa phú quý khi chết rồi không lấy cái tiền đó để mua mình làm người lại, học mình sanh cõi trời, đọa là phải đọa. Mà thường phú quý vinh hoa là có phước là hay tạo nghiệp, có phước là có tiền của rồi ai cũng đi đâu, đi xuống biển ăn cua ghẹ rồi hưởng phước tạo nghiệp đúng không? Nó hưởng phước là tạo nghiệp ha. Con người ở cõi này nè, cõi trời nè, cõi Atula là ba cõi đó là vô để hưởng phước. Rồi tạo nghiệp xấu ác rồi để bắt đầu vô địa ngục ngạ quỷ chúc sanh để trả quả xấu ác đó. Nó cứ xoay quần như vậy hoài. Tuy rằng mình nghèo đúng không? Nhưng mà cũng đang hưởng phước. Hưởng phước không con súc vật, con thú nó đâu có thể nào giống con người được đâu. Đã vào cõi người, cõi Atula, cõi trời là đang hưởng phước đó. Ba cõi này là hưởng phước. Mà thường hưởng phước là tạo nghiệp. Chứ ít có ai mà gì hưởng phước là tạo ra phước, hoặc là bớt giảm đi cái hưởng phước để cho người khác hưởng, tạo được tịnh nghiệp, tạo được cái phước báu để mình hồi hướng về cực lạc. Ít ai họ tin lắm. Nghe hiểu đúng không? Cuộc đời nó là vậy cho nên họ đọa lạc là nhiều là vói thôi. Đó, bây giờ quý vị có coi đi ăn một cái đám cưới là được bao nhiêu cái bàn ăn chay không? Mình ăn chay người ta mỉa mai, người ta còn cười vô mặt mình nữa, kêu đồ ngu, giống như bò trâu ăn rau cỏ thành bò trâu hết. Họ không có hiểu được cái đạo lý, họ không có hiểu gì một cái việc mà tích phước ăn chay tu hành. Cho nên thành ra người này đáng đọa, đáng đọa. Ngài khuyên nè, nếu mà mạng sống vô thường rồi phải lo liệu trước, chứ đừng có để sanh tử là lúc mà mình chuẩn bị chết rồi mới lo liệu là không kịp đâu. Nghiệp nó đoạt mất hết đi những cái việc mà mình ra đi. Đại sự sanh tử cần phải lo liệu sẵn, nếu đợi đến lúc ra đi, tức là lúc lâm chung mới tu,
mới lo, chỉ sợ bị nghiệp đoạt mất đi. Nghĩa là ngay cái lúc còn sống này mình không lo ăn chay, không lo niệm Phật, không lo tích phước, không lo tu hành. Rồi cái lúc lâm chung mình muốn để mà sống lại làm người hoặc ra đi an lành không được, do cái nghiệp xấu á, nó làm cho tâm mình bất an, làm cho tâm mình sợ hãi, làm cho cái tâm mình phải nói là bị đọa lạc đi, cho nghiệp lực nó đoạt mất đi cái chí hướng để làm người hoặc về cõi trời hoặc là vãng sanh về cực lạc, đoạt mất cái chí hướng đó. Cho nên là ra cái cận tử nghiệp là cái cực kỳ nguy hiểm. Vừa rồi đây có bà cụ Hà Nội, bà này kỳ tích, chúng tôi mới lên làm một cái đoạn phim trên đó mới hôm hai bữa trước. Bà nằm ở nhà mà bà lỡ lét trong người nó hôi thối, cũng là do nghiệp sát sanh nặng quá. Giờ gia đình của họ hình như còn ở trên đó, chưa về Hà Nội phải. Hôi thối trong người, bà lỡ lét trong người nó khó chịu quá chừng. Rồi con của bà cụ muốn đem vô đây mà gia đình cứ cản. Cuối cùng cổ vô đây trước, cổ coi tình hình như thế nào. Rồi con cổ cho tiền mua cái nhà cô Huệ xong rồi, cổ hỏi xong hết rồi, cổ về qua đó thì gia đình cũng vừa về quê lại Thanh Minh. Cổ thuê một chiếc xe cứu thương chở bà cụ từ ngoài Hà Nội thủ đô vô tới trong này có 24 tiếng đồng hồ. Xe cứu thương nó chạy không có, có nói về cây số quy định bao nhiêu cây số một giờ, nó chạy xiết luôn 24 tiếng đồng hồ. Trên đường đi xong rồi bà cụ gặp oan gia, tức là các vị hương linh là người hay súc sanh hay là ai đó mình không hiểu, nhập vô bà cụ nói trên cái xe cứu thương á, hỏi cái cô đứa con á, mày là ai, mày là ai mà mày dám đưa tao đi, mày là ai? Cái cô đứa con nói tôi là con của Phật Di Đà. Mình nói tôi là con của Phật Di Đà, giờ muốn gì đây? Cái rồi xuất ra luôn, giọt mắt đi đầu tiêu luôn. Mà kêu tự nhiên sao lúc đó đang niệm Phật nên kêu thôi con của Phật Di Đà luôn, hỏi ai thì kêu thôi con của Phật cho rồi. Còn mình nhiều lúc không niệm Phật kêu con ai, kêu con của bà B đó. Và trả lời ngon lành, con của Phật Di Đà, vì đang niệm Phật cho nên kêu con của Phật Di Đà. Mà các vị hương linh mà nghe đến Phật Di Đà là phải thành kính hoặc là sợ, cái oai lực của Phật Di Đà đặc biệt như thế. Rồi cuối cùng thì bà chở vô tới trong này được 2-3 ngày sau rồi, cái bác đem vô phòng hộ niệm, thầy thiện vô khai thị, bà cái tỉnh bơ không cái chuyện gì hết trơn, mà hết hôi thối. Vô phòng hộ niệm không hôi thối nữa, mà bên ngoài nó còn hôi thối. Rồi cuối cùng gì, bà cụ ra đi rất nhẹ nhàng, cả gia đình vô quan hỷ. Cái đĩa này nè là có cái đoạn của bà cụ thân thể mềm mại hoan hỷ vô cùng, ra đi đặc biệt bà cụ này. Cho nên quý vị thấy cái câu công đức niệm Phật, rồi cô này cũng làm phước đức phóng sanh và tu hành hóa giải nghiệp cho người thân mình. Cho nên thành ra thân bằng quyến thuộc, anh em cha mẹ mà tu hành để mà hồi hướng cho cha mẹ mình thì đắc lực, có sự huyết thống với nhau, có sự thương yêu lẫn nhau. Cho nên thành ra họ biết tu, họ hồi hướng cho người thân bằng để siêu thoát, đặc biệt dễ siêu thoát. Còn nếu mà cái dòng họ quyết thống với nhau mà họ tạo nghiệp ác, họ sát sanh, họ khóc lóc, họ làm cho người đó đọa lạc thì cũng càng nhanh. Cho nên gia đình là sự chướng ngại lớn nhất mà cũng là sự thăng hoa lớn nhất. Hôm qua chúng tôi có nói, nếu mà để ở nhà mà kêu mà có quý thầy khai thị liên tục là chắc ít có ai có. Ban hộ niệm bây giờ cũng rã rời hết, không có phòng hộ niệm, họ đi riết cũng lưng mỏi gối dùng cũng bỏ rồi. Mà cũng có người khai thị, họ đâu có trực chiến hoài vậy được đâu. Cho nên Ấn Tổ nói ba điều trọng yếu. Điều thứ nhất là phải có người khai thị cho cái vị sắp lâm chung đó phải buông. Mà phải khai thị nghĩa là buông được liền đâu à. Cũng như quý vị giờ đó, có nhiều người ăn mặn trên chùa khắp các nơi thế giới, chúng tôi nói đừng ăn mặn nữa, ăn chay có ai chịu liền không? Phải nói nhiều lần họ thấm rồi họ mới bỏ. Nhưng nhiều người nghe mấy năm nay mà vẫn chưa có ăn chay được, chứ đừng có nói. Mà những cái người thường mất là họ lại dễ nghe theo cái chuyện mà người khai thị. Cho nên nếu mà cật lực mà khai thị họ buông xuống được thì thành công, quan yếu thứ nhất. Quan yếu thứ hai là thay phiên niệm Phật liên tục, thì ở nhà chắc là khó đủ người để mà thay phiên. Riêng cái ban hộ niệm mình là 24/24, 100 người cứ một ca là 20 liên tục để hộ niệm. Thì cái điều quan yếu thứ hai là thay phiên hộ niệm không gián đoạn, trên chùa phòng hộ niệm mới đạt tiêu chuẩn này. Vấn đề thứ ba đó là khi mất không có dời động tắm rửa liền. Mà lúc trước trên chùa mình khi mất là phải ngồi tại chỗ niệm đến hết 4-5 ca luôn, trời ngủ lên ngủ xuống. Chúng tôi nói thôi, người mất cứ để yên như vậy, mình cứ đi kinh hành, mình cứ lễ Phật bình thường luôn. Lúc trước cái phòng nhỏ quá phải ngồi luôn không, bây giờ là vẫn đi kinh hành như bình thường, liên tục 24 tiếng đồng hồ, rồi lúc đó mới thay đồ tắm rửa này nọ. Thì đúng ba cái điều Ấn Tổ nói là ba điều trọng yếu lúc lâm chung. Mà thường trong chùa như pháp hội của mình có phòng hộ niệm mới đạt được ba điều này, còn bên ngoài thì hơi khó đó.
Gia đình có mấy người mà không có chuyên niệm Phật, họ còn đi làm nữa, làm sao họ thay phiên họ niệm 24/24? Lỡ họ nằm như vậy là 5-10 ngày là tính sao, mấy tháng là tính sao? Đó là cái việc cái phòng hộ niệm nó quan trọng. Thưa quý vị, Tổ sư Ấn Quang khai thị cái đoạn này cũng đặc biệt. Cổ nhân nói thông minh chẳng cự, nỗi nghiệp phú quý chẳng thoát khỏi luân hồi, sanh tử xảy đến không dựa vào đâu được, chỉ có Đức Phật A Di Đà là chỗ nương tựa vững chắc. Tiếc là người đời biết điều này quá ít, tuy biết nhưng chân tính thật niệm lại càng ít hơn nữa. Vô thường đến, cha mẹ cũng không bám víu được, vợ cũng không bám víu chồng được, tài sản cũng không thể giữ được, nhà cửa cũng không thể mang đi được, chơi vơi hoảng hốt, sống thì còn cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cái, lúc ra đi không chỗ nương tựa, mà có nương tựa được đâu, chơi vơi. Rồi gì nữa, theo cái nghiệp sợ hãi, sân hận gì đó. Vua A Dục là vua rồi đó, mà cũng biết đạo đó, mà cái lúc mà đang, lúc nằm đó cũng yếu rồi, già rồi đó, cái người hầu quạt, rớt cái quạt, người hầu buồn ngủ á, rớt cái quạt xuống trúng cái mặt, ông bực mình, ông tức tối lên, sân hận một cái gì, đọa làm rắn mãng xà liền, lồm lồi súc sanh ngay tức khắc luôn, trong để 49 ngày này. Sau đó ông bắt đầu, ông hoàng hồn, ông biết lại, bắt đầu ông nhờ mấy quý thầy khai thị, ông mới thoát khỏi cái kiếp mãng xà này, ông mới giảng sanh. Cho nên cái lúc mà ra đi, con cái nó khóc lóc, nó làm cho mình khủng hoảng lên, rồi nó buồn phiền, rồi nó bực tức, rồi nó làm cho mình khó chịu, đó là cái nhân để đọa lạc, không có chỗ bám víu, chỉ bám theo nghiệp để đi luân hồi, chỉ có chỗ nương tựa vững chắc là niệm Nam Mô Di Đà Phật. Chỗ này là cái chỗ nương tựa vững chắc. Nhưng mà lúc lâm chung mà nương tựa được thì bình thời phải niệm, phải niệm chuyên nhất, phải tha thiết mà niệm. Thì lúc lâm chung cái tâm thức mình lúc đó nó tự automatic, nó bật lên, bắt đầu nó chụp vào để nó nương tựa. Cái chỗ nương tựa này là chỗ nương tựa quan trọng cho đời người. Nhưng mà chúng sanh thì ít ai biết đến, mà dẫu biết đến thì cũng hời hợt. Nương tựa tiền, nương tựa chồng, nương tựa nhà, nương tựa cuộc sống. Lẽ dĩ nhiên cuộc sống còn phải nương tựa, mà được bao nhiêu năm? 100 năm hả? Hay là ngày mai chết? Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng này. Cái chỗ này là mạng sống vô thường, phải tìm chỗ nương tựa này. Coi lại đi, cuộc sống con người bây giờ là họ cần những nương tựa trước mắt. Còn cái chuyện mà lúc lâm chung thôi để đó hẳn hay, cuối cùng gì? Đọa, đâu phải chết là hết đâu. Nghiệp thức nó còn phải đi luân hồi mà. Mà nếu hàng ngày không chịu tha thiết niệm Phật, niệm Hoa Mâm Trì Đại Bi, mà tha thiết mà tin tưởng thì lúc đó tin nổi không? Nếu mà người này mà thực sự như là ông Trương Thiện Hòa, Trương Trung Quỳ á, thì nhiều đời họ có niệm Phật rồi, mà đời này là họ lại gặp cái nghiệp sát sanh, họ tạo xấu ác quá trời luôn. Một đời giết heo luôn là ông Trương Thiện Hòa, một đời giết gà dịch là ông Trương Trung Quỳ. Nhưng mà trong cái đời này ổng làm cái tội ác đó không có là bao nhiêu so với cái phước báu đời trước, và cái tích lũy tín nguyện niệm Phật của ông quá sâu dày. Cho nên hình đời này lỡ ông gặp cái duyên ác đó nó nhỏ thôi. Cho nên thành ra gì, lúc ông lâm chung ông vẫn cầm cái bó nhang, ông gặp thiện hữu chi thức khai thị, ông tha thiết ông niệm Phật, Phật ứng hiện là Phật Di Đà, ông ra đi. Thì ông tổ nói cái hạng người này ít lắm, mà pháp môn tịnh độ nó sẽ đổ được những người như vậy nếu họ tích lũy công đức nhiều đời. Trong đời này họ lỡ tạo cái nghiệp xấu ác, so với cái công đức họ tạo được trước thì nó không đáng kể. Còn nhiều đời nhiều kiếp mình đã tạo nghiệp xấu ác, mà ngay cái đời này mình cũng nghiệp xấu ác nữa, thì lúc lâm chung lãnh đủ phải đọa lạc như không, làm loài súc sanh vô địa ngục ngạ quỷ, làm người cũng sanh vô cái chỗ hà tiện, bằng cùng, thiếu thốn, ngu dốt. Mà nếu lúc đó mà họ chịu niệm Phật được mà không vãng sanh, họ cũng đi vô một con đường lành đặc biệt. Mà muốn như vậy thì bây giờ phải hàm dưỡng, phải tích lũy chứ, phải tập thành thói quen chứ, tu phải tập chứ, tu phải tích chứ, tu phải tạo, tu phải sửa, sửa những cái xấu ác của mình đi. Mà người thường mà cái tâm hiền lành, người ta niệm Phật là dễ cảm với Phật, cái tâm đó dễ cảm với Phật. Còn cái người mà ác, mà bực bội, tức tối, hỗn hào, mà xấu ác, bất kính, thì người này niệm Phật khó cảm, bởi vì tâm này ngăn cách Phật rồi. Phải nhớ, thường chúng tôi thấy những người mà họ sống bách niên giai lão già, hoặc giả là họ được cái phước báu về già, họ có của cải vật chất, là người này hầu như là nhân hậu, hiền lành, tích phước, thương người, thương vật. Họ sống một đời sống rất là chân thật, tốt, thì con người này hưởng được cái phước báu của ngũ phước.
Còn hầu như là cuộc đời ở ngoài thế gian họ không hiểu được, họ tạo nhiều nghiệp xấu ác, ác họ khổ quá trời luôn rồi, họ không biết nguyên nhân vì sao họ khổ. Thấy chưa? Ngài khai thị cái điều này rất hay. Lúc lâm chung không chỗ nào bám víu được hết, nhà cũng không mang đi được, nhìn đó mà gì? Tiếc rẻ, tiếc cũng mang đi không được. Mà cái tâm tiếc này là cái tâm đọa lạc. Chồng bây giờ cũng không mang đi được luôn, tiền cũng mang đi được, cha mẹ cũng không ai theo mình được hết, chỉ có nghiệp vào thân. Nghiệp xấu thì nó xuống cõi xấu ác, nghiệp thiện nó sanh lên trời. Mà tịnh nghiệp lúc đó niệm Phật là về cực lạc. Muốn chọn đường nào? Con đường giảng sanh thì bây giờ phải tích lũy, chịu khó sáng tối dạy công phu lễ Phật bao nhiêu đó lại, thương người thương vật hằng ngày tha thiết niệm Phật đi, cuộc sống thay đổi đó. Nghèo cùng trở thành gì? Giàu sang đó. Ngu si trở thành có trí tuệ khôn ngoan đấy. Yểu thọ trở thành trường thọ đó. Và khi lúc lâm chung gì, các căn vui vẻ, Phật rước về cực lạc đấy. Hồi nãy thầy Nhân Minh nói, trời ơi, tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, ăn rồi liền biến mất, nhà bằng bảy báu, đi bằng thần thông. Mình không thấy, mình chỉ nghe qua tin, cho nên thành ra cái nghe này nó ít quá, cho nên thành ra niềm tin này nó nhạt nhòe. Nếu thực sự mà mình tin chân thật thì công đức này có liền. Cho nên chúng tôi nói, nếu mà không tổ chức pháp hội niệm Phật năm 2007 mà không mở đạo tràng niệm Phật, mà đến bây giờ thì chắc cũng không được cái gì. Tự tạo ra công đức nơi bản thân mình, tự lực khó lắm. Phải nương nơi Phật lực, nương nơi nguyện lực của Phật Di Đà, nương nơi pháp lực là công đức câu Phật hiệu, nương nơi tăng lực là công đức của chư tăng và đại chúng. Rất quan trọng, gọi là đức chúng như hải. Quan trọng. Lúc trước chúng tôi còn ở bên cạnh sư phụ lúc còn nhỏ, kể câu chuyện đến bây giờ 30 mấy năm còn nhớ. Ông nói thầy không tài giỏi gì. Và Thượng Thất Giác Dũng ngài tự nói, giống như Ấn Tổ ngài tới, thầy không có tài giỏi gì, không học rộng, học cao xa gì hết, mà chân thật tu hành giữ giới thôi. Có một sư huynh của thầy giỏi lắm. Cái thời mà còn Mỹ đô hộ bên này, mà còn thời Ngụy đó mà, là đi thuyết pháp là đi máy bay không. Tướng cao ráo đẹp lắm, tiền của người ta cúng dường nhiều, đi máy bay không à, thuyết pháp tài giỏi lắm. Ông lên lõng thuyết thao thao bất tuyệt, người ta ngồi nghe là không chớp mắt, không có ai buồn ngủ, mà thầy cũng mê luôn. Rồi cuối cùng sau đó rồi cái tự nhiên gì, tâm ngã mạn bắt đầu sanh ra, rồi thích ra khỏi chúng ở, cất một cái cốc bên ngoài. Thì khi ra cất cái cốc bên ngoài rồi vẫn phải đi tiếp tục đi thuyết giảng nước tỉnh này tỉnh nọ, chứ hồi xưa không có đi các nước, đi tỉnh này tỉnh nọ mà đi máy bay không. Rồi về ở trong cái cốc đó rồi không biết sao tự nhiên buổi tối bước ra ngoài không thấy, đạp con rắn cái là nó quay lại nó cắn, bị thương và đau nhức quá chừng luôn. Xong mới quay về lại nhờ quý thầy đến đó để mà đến cái cốc đó, cái thất đó để lo đó. Một số quý thầy quý sư nói giờ ra bên ngoài tu tịnh rồi, với hai nữa mấy thầy đâu có thời gian để mà ra ngoài, nếu ở trong chúng thì được, cho nên xuất chúng rồi thấy có cái nguy hại, bắt đầu mới đến cái tăng ly chúng tăng tàng nè. Xong rồi hai mẹ con cô đó qua, bước đầu bà mẹ mang thức ăn đồ qua nuôi đồ này nọ, sau rồi tự nhiên cái đứa con nó qua nó lo nó nuôi, xong bắt đầu vị sư đó mới là thượng tọa rồi đó, khởi niệm lên nói rằng trời ơi, tăng chúng mà không giúp đỡ lẫn nhau, bởi vì mình rời tăng chúng, mình bỏ tăng đoàn rồi mà bây giờ lại trách kêu tăng chúng thì lại bỏ nhau, còn thua hai mẹ con. Cái bắt đầu sanh tâm thương hai mẹ con, cái lấy đứa con làm người vợ luôn, già đời luôn. Câu chuyện này có thật. Mà cái đứa con của cái bà cụ này không biết tu, trời ơi, bây giờ mới chửi. Mới lần đầu là vô gặp á, thì con rồi sư rồi thầy đồ cho về thôi, chửi mày tao, chửi xối xả luôn, chửi lên bờ xuống ruộng luôn. Không ra không khóc hoài với chư tăng luôn. Nếu mà thực sự vị này mà ở trong chúng, mà vị này mà có hàm dưỡng tốt thì lợi lạc biết bao nhiêu chúng sanh nghe ông thuyết pháp. Ông có duyên với chúng sanh, ông nói là chúng sanh nghe, người ta làm theo quá trời có phước báu. Cho nên cái câu mà tăng ly chúng tăng tàng, câu này tuyệt hay. Con cái còn nhỏ mà rời cha mẹ sớm, giàu cho tài giỏi kỹ sư bác sĩ, không nương cha mẹ thì ra sớm thì người con này cũng dễ bị thất bại. 50 tuổi hẳn ra. Thời buổi hôm nay con cái lớn lên rồi là chưa học xong nữa, vừa bắt đầu học xong chưa có sự nghiệp là bắt đầu thương yêu nhau, là lo lập gia đình rồi, sanh con đẻ cái, không có còn cái tinh thần đâu để làm ăn nữa hết. Nằm một đống đó rồi buồn bực ly dị, ào ào cái án ly dị là phải nói cực kỳ nhiều so với cái
cái tòa án xử trong cái lúc này. Nguy hiểm vô cùng luôn, khổ đau một đời người, khổ đau một đời người. Không gặp lời thánh hiền, cha mẹ không gặp lời thánh hiền để dạy dỗ. Cho nên học trò bây giờ khác với học trò hồi xưa. Con cái bây giờ khác với con cái hồi xưa lắm. Đó là cái việc mà hôm nay giáo dục gia đình phải nên hết sức là cẩn thận, hiểu. Cho nên cuộc đời của Giác Nhàn là gì? Là phải nghe theo cái vị thầy đầu tiên nói là phải tích lũy cái phước báu. Mình tích lũy trước cái phước báu đi. Cứ gieo cái nhân đi rồi quả nó có. Cứ bón phân tưới nước cái gốc đi rồi cây nó ra trái cho mình. Chứ đừng kêu gọi xin xỏ. Quý vị thấy cái chùa của chúng tôi trên đó 21 năm, từ năm 2000 đến 2021 vẫn là chùa tôn. Che mưa đục nắng ở cho nó được rồi. Có tiền in kinh làm mấy, nuôi các cụ già, làm những chuyện phước thiện. Đủ nhân duyên rồi mình sẽ tính, chứ không có vội vàng bợp chợp. Vội vàng bợp chợp mà đi xin xỏ, mà kêu gọi ngang, làm phiền người khác, là mất hết công phu của mình đi rồi. Vội vàng bợp chợp là thất bại. Có nhiều người họ xây cái chùa còn nhỏ quá, mấy thầy bạn không có đủ sức, cho nên nó gặp nhiều chướng ngại, có khi chết yểu cũng có. Không đủ phước để mà mình chánh báo, để nó bảo bọc được cái y báo. Con cái cũng vậy, không đủ phước mà ra mở cái công ty lớn rồi cuối cùng sập tiệm. Dẫu cho có phước của cải đi mà kinh nghiệm không có. Cho nên ra phải hiểu cái gốc đó là phải nương cha mẹ. Lỡ mà hai vợ chồng kinh cãi có cha mẹ can thiệp, ra ở riêng hai vợ chồng kinh cãi luôn đâu, không ai can thiệp rồi ly vậy. Xa cha mẹ là chuyện thiếu sót lớn đấy. Học trò mà xa thầy là chuyện thiếu sót lớn. Đó là cái việc chúng tôi nhắc nhở hôm nay. Nói về cái việc giáo dục gia đình, thầy Minh đọc về cái văn sao giáo dục gia đình này, lắng nghe có 250 thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được tiếp tục đọc những lời khai thị của tổ sư Ấn Quang. Thành tâm dâng lên cúng dường toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị giáo dục gia đình và bảo thân tiết dục, trích trong sách Giáo dục gia đình và bảo thân tiết dục. Phàm đỗ đạt đều là do tổ phụ có đại âm đức, nếu không âm đức cứ dùng sức người để phát khởi, ắt sẽ có đại họa về sau. Chẳng thà không phát còn tốt hơn. Xem khắp từ xưa đến nay, bậc đại thánh đại hiền sanh ra đều là do tổ phụ tích đức mà được, đại phú đại quý cũng thế. Con cháu sanh trong phú quý chỉ biết hưởng phước tạo nghiệp, quên mất tổ phụ đã một phen vung bồi, do đấy chôn vùi tổ đức, phá sạch tổ nghiệp, trở thành nghèo hèn. Đấy chính là căn bệnh chung cho những người phú quý trong cả cõi đời. Đời đời giữ được đức tổ tiên, vĩnh viễn không thay đổi, chỉ có nhà họ Phạm ở Tô Châu, xưa nay là bậc nhất. Từ Văn Chánh Công Phạm Trọng Yêm đời Tống cho mãi đến cuối đời Thanh, hơn 800 năm gia phong chẳng đọa, luôn luôn đỗ đạt, có thể nói là nhà đức hạnh thư hương đời đời. Họ Bành, dòng họ của ông Bành Tế Thanh ở Trường Châu, từ đầu đời Thanh đến nay, đỗ đạt đứng đầu thiên hạ. Nhà ấy 4-5 người đỗ trạng nguyên, có khi anh em cùng đỗ ba hạng đầu của bảng vàng. Nhưng họ đời đời sùng phụng Phật Pháp, dẫu là trạng nguyên tể tướng, vẫn hằng ngày đọc cảm ứng thiên, âm chất văn, ngõ hầu thành ý chánh tâm, làm tấm gương tận trung với vua, yêu dân. Kẻ cuồng sinh kia cho những sách ấy là những chuyện để ông già, bà cả dốt nát thực hành, chẳng những không biết vì sao thánh hiền thành thánh hiền, mà còn chẳng biết con người phải nên làm người như thế nào nữa. Sống làm thay đi thịt chạy, chết mục nát cùng cỏ cây, nhưng ác nghiệp khó tiêu, vĩnh viễn trầm luân ác đạo. Bọn họ vênh váo tự cho mình là người thông suốt hiểu rộng, đến nỗi đời sau trong thời gian không biết là bao lâu sau, những danh từ như trời đất cha mẹ còn chẳng được nghe. Muốn cho con cháu chẳng theo con đường hư hỏng, cùng vào chánh đạo, hãy nên dùng cảm ứng thiên vững biên, âm chắc văn quảng nghĩa làm kim chỉ nam định hướng. Dù thế tục tập nhiễm sóng ác ngập trời, mây đen che khuất mặt trời cũng chẳng đến nỗi không biết phương hướng lạc lõng chìm đắm. Nếu không dẫu gió lặng sóng yên, mặt
trời rạng chiếu cũng khó giữ khỏi lặng ngụp, bị đắm chìm mất. Huống chi trọn chẳng có hy vọng để thế đạo nhân tâm sẽ sóng yên gió lặng, mặt trời chiếu rạng. Phải biết hai chữ âm đức bao trùm rộng lắm, khiến cho con em người ta được thành tựu, khiến cho chúng được dự vào bậc thánh hiền, cố nhiên là âm đức. Thành tựu con em của chính mình khiến cho chúng nó được dự vào bậc thánh hiền cũng là âm đức. Trái lại khiến cho con em người ta bị lầm lạc, cố nhiên bị tổn đức, mà làm con cái mình lầm lạc cũng bị tổn đức. Nếu đủ sức làm được thì còn may mắn nào hơn, nếu không thì hãy nêu gương thánh gương hiền qua những cư xử hàng ngày trong gia đình, đấy chính là tu chân ngay trong cõi tục, hiện thân cư sĩ để thuyết pháp vậy. Mong ông hãy đem ý này bảo cùng lệnh hữu và hết thảy bạn tri giao, tha thiết bảo ban, chưa bao giờ không phải là một cách để tự lập, lập người, tự lợi, lợi tha vậy. Lời tựa phổ khuyến thọ trì lưu thông sách dục hải hồi cuồng, trích trong văn sao chánh biên. Mối họa cực thảm khốc, cực lớn, cực sâu trong thiên hạ, hãy bộp chợp động đến ắt phải tán thân mất mạng. Nhưng nhiều người vẫn ưa thích theo đuổi, lăn xả thân vào, dẫu chết chẳng hối, thì có lẽ chỉ mình nữ sắc mà thôi. Những gã cuồng đồ buông lung nơi dục sự, mò hoa bẻ liễu, trộm ngọc cắp hương, diệt lý loạn luân, bại gia nhục tổ, danh xấu đồn khắp làng nước, để tiếng nhơ cho con cháu, sống chẳng được hưởng hết tuổi thọ, chết đọ mãi trong đường ác. Hãy khoan nói đến những gã ấy, ngay như trong tình vợ chồng, những kẻ đắm chìm trong ấy đến nỗi mất mạng, kể sao cho xiết, vốn mong cầu khoái lạc, bất ngờ chết mất, cảnh khổ quá bùa, quả thật phần nhiều do mình tự chuốc, ha nào phải hoàn toàn do số mạng xui khiến như thế đâu. Những kẻ lụy tình ham hố đều là tự mình chuốc lấy tai ương. Cũng có kẻ hoàn toàn chẳng xuồng xả mê đắm, nhưng do không biết nặng nhẹ kiêng ngừa, cứ mạo muội theo đuổi đến nỗi phải bị tử vong cũng rất nhiều. Vì thế thiên nguyệt lệnh trong sách lệ ký có đoạn văn nói về chánh lệnh: chánh đạt bố cáo linh giới dung chỉ, nghĩa là gõ mõ truyền lệnh kiên kỵ chuyện ăn nằm. Dung chỉ có nghĩa là động tịnh, tức là chuyện phòng sự ân ái. Lòng thương dân của bậc thánh vương thời cổ có thể nói là chẳng bỏ sót điều nhỏ nhặt nào. Những nơi chỗ kiên kỵ, sách Thọ Khang Bảo Giám có chép rõ, hãy nên đọc kỹ. Tôi thường nói mười phần nhân dân của thế gian thì những kẻ chết trực tiếp vì sắc dục chừng bốn phần, kẻ gián tiếp bị chết cũng phải là bốn phần, tức là do sắc dục gây hao tổn, chịu những cảm xúc khác mà chết. Những kẻ bị chết ấy không ai chẳng đổ thừa cho số mạng, nào biết vì tham sắc mà chết đều chẳng phải là do số mạng. Nếu là mạng thì phải là người giữ lòng thanh tịnh trinh lương, không tham dục sự. Những kẻ tham sắc kia tự tàn hại đời mình, há có thể nói là vì mạng ư? Còn những người do mạng mà sống, mạng hết bèn chết, thì chẳng qua chỉ được một hai phần mà thôi. Do vậy biết quá nửa thiên hạ đều là kẻ chết oan uổng. Mỗi họa này khốc liệt có một không hai trong cõi đời, chẳng đáng buồn ư, chẳng đáng sợ ư. Cũng có cách chẳng phí một đồng, chẳng tốn chút sức mà trở thành bậc đức hạnh cao tột, hưởng yên vui cực lớn, để lại phước ấm vô cùng cho con cháu, khiến đời sau quyến thuộc trinh lương, có phải chỉ là kiêng dè dâm đó ư? Dâm tình chánh đáng giữa vợ chồng trước kia đã trình bày lợi hại đại lược, nay không bàn đến nữa. Còn chuyện tà dâm vô liêm vô sĩ, cực uế cực ác, chính là dùng thân con người làm chuyện thú vật. Do vậy gái đẹp đến tằng tiều, nữ nhân yêu mị đến quyến rũ, quân tử xem như mối họa ương không gì lớn bằng, nên bèn cự tuyệt, ắt được phước diệu chiếu soi, hoàng thiên che chở. Tiểu nhân xem được điều đó như hạnh phúc không gì lớn lao, bèn nhận lãnh đến nỗi tai tinh giáng xuống, quỷ thần tru lục. Quân tử do họa được phước, tiểu nhân do họa càng thêm họa.
Vì thế nói hòa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, nghĩa là hòa phước không cửa, do con người tự chuốc lấy. Nếu đối với cái ải nữ sắc, người đời chẳng thể thấy thấu suốt triệt, sẽ khiến cho đức hạnh cao tột, an lạc cực lớn, phước ấm vô cùng, để lại cho con cháu. Quyến thuộc trinh lương trong đời sau, bị khoảnh khắc khoái lạc đoạt hết, buồn thay. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị còn 13 phút nữa là đúng 2 tiếng đồng hồ. May thay hôm nay quý vị ngồi được trong môi trường này, cũng như là các vị trên chùa ngồi trong một cái từ trường. Chúng tôi chia sẻ giảng giải những lời của Thánh Hiền, nó có một cái từ trường mát mẻ như vậy, tinh thần nó an vui như vậy. Đây là đang nuôi lớn cái thiện căn, đang nuôi lớn cái căn lành của mình, tốt dữ lắm. Cho nên cõi Tây Phương Cực Lạc họ mau thành Phật là mỗi ngày nghe pháp. Nước chảy cũng là bài thuyết pháp, chim hót cũng là bài thuyết pháp. Muốn Phật A Di Đà thuyết pháp là hiện diện có liền Đức Phật A Di Đà, cho nên nuôi lớn căn lành họ nhanh để họ thành Phật. Còn ở đây mình được bây giờ 2 tiếng đồng hồ chiều rồi, 2 3 ngày, 5 7 ngày, 1 2 tháng sau không nghe đến, cho nên tâm mình nó vẫn đục liền. Nó không có thể nào mà có thể mình hướng đến cái lời Thánh Hiền mình làm được, rất khó. Cho nên ra vừa rồi có một cái anh chàng ở từ Đà Nẵng anh vô, trời cái mặt mày nhìn thấy nó thê thảm. Mà chúng tôi nhìn chắc có chuyện rồi. Anh vô, anh gặp, anh kêu thầy giúp giùm con cũng đau buồn quá. Hỏi đau buồn cái gì? Kêu vợ con nó bỏ con đi rồi, nó theo trai rồi. Hỏi lý do gì? Nó kêu con mãi con lo làm ăn quá chừng, lo mở cái xưởng ra làm cái gì đó không có lo. Nó kêu sao không quan tâm nó bỏ con nó đi. Trời ơi, được ông chồng mà lo làm ăn như vậy thì sướng quá rồi không? Để nó đi theo trai rồi nó thấy mấy ông con trai mà dụ dỗ đó, quýnh bài quýnh bạc xì ke ma tí thì nó mới thấy cái cảnh đó. Cũng không do cha mẹ dạy dỗ, cha mẹ không có dạy dỗ. Những đứa mà làm ăn như vậy là quá tốt, mà không biết nó tìm cái đứa kia mà có phải là nhà giàu học giỏi có đức hạnh, hay là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa nữa đây, hay gà sầu riêng nữa đây. Chết rồi, không có hiểu được cái đạo lý. Cho nên văn sao Ấn Tổ nói á, là cha mẹ gửi gắm con cái là đừng có gửi vô cái chỗ nhà giàu. Coi chừng nhà giàu mà họ không có cái đạo đức đó là con cái mình hưởng cái của đó, là họ mạt sát con cái của mình chết luôn á. Vợ gửi cái nhà đức hạnh tuy rằng nó nghèo nhưng mà nó hạnh phúc. Mà bây giờ đây là môn đăng hộ đối, rằng là giàu là gặp giàu với nhau, rồi mình kiếm được anh chàng thanh niên nào mà dàn nhà cửa mà giàu có là mừng lắm. Bến nước đó chưa chắc gì trong đâu, đục đấy. 100 bến nước trong nhờ đục chịu, mà 99 bến là nó đục hết rồi, còn bến trong người ta đi tu rồi. Trời ơi, mà công nhận cái mặt mà vợ bỏ nhìn nó thê thảm thì có nghe. Trời, nó khổ gì mà khổ, ngủ không được, thê lương luôn. Thế kêu bây giờ ông niệm Quan Âm đi, ông đổi cái chuyện nhớ vợ buồn này nọ qua cái chuyện Quan Âm đi. Ông mở miệng là bắt đầu ông nói anh chàng thanh niên đó thế này thế kia, nó là bài bạc ăn chơi. Thì kêu đừng nhớ thằng đó nữa, nhớ Quan Âm đi nó bớt khổ. Ông nhớ miết ông điên, ông kêu chắc gần điên rồi đó. 3-4 ngày nay ông ngủ quá khổ. Ông kêu thôi ở đây niệm Phật rồi ăn chay rồi từ từ nó lại. Mà trời, cái mặt nó trời giống bắt sổ gạo. Lúc hồi xưa mà thời mà gạo mà thời bao cấp mà không có gạo mua, ăn bo mà ra chuẩn bị mua mà mất sổ gạo, phải không? Đứng cái mặt buồn so, không có gạo về nấu, nhìn mất sổ gạo. Trời ơi, nó thảm, thê lương, trời nó thảm. Thế tội gì mà tội cũng biết cứu sao, mà trong khi đó là nó buồn bao nhiêu ngày, cái độc tố nó phát tác cùng người hết trơn rồi. Cái tinh thần nó quá đau khổ rồi, bây giờ nó muốn gượng lại thì cả một kỳ công. Nó kêu thôi giờ gặp cái cô gì Trung Quốc cái nè, cô chỉ cho ông bài. Bà cũng đau khổ cùng cực bên niệm Quan Âm chị đại bi hết. Và thường người phụ nữ đôi khi họ khổ, họ nghe mấy thầy nói tin, còn ông này ông ngơ ngơ, ông chịu tin. Trời, khổ như vậy. Quý vị thấy chưa? Người phụ nữ trong nhà mà không biết được cái đạo lý để mà thờ chồng ở nhà, thay chồng dạy con, chồng mang của cải về đi làm xưởng để mà có tiền về nuôi mình ở nhà sướng quá, không chịu đi theo trai. Nguy hiểm chưa? Đó, cho nên thành ra con cái không dạy dỗ, nó hư cuộc đời nó làm rối loạn cả gia đình của người bên chồng luôn. Vừa rồi hôm trước cũng có một gia đình ở Hà Nội, do hai vợ chồng sanh hai đứa con xong rồi ông chồng gì là đi làm ăn kiếm tiền về, vợ ở nhà thay chồng
dạy con nấu ăn uống, mà hên cô này là học được đệ tử quy lời thánh hiền, cho nên thành ra hoan hỷ. Mà từ khi bắt đầu là có đứa con, đến hôm nay đứa con út 10 tuổi, một năm nay nghe theo văn sao là bắt đầu hai vợ chồng ở phòng riêng. Mới kịp công nhận hai vợ chồng ở phòng riêng rồi, nó yên ổn hạnh phúc ghê gớm luôn, hạnh phúc lắm. Đặc biệt mà Ấn Tổ nói xem quý nhau như khách thì hạnh phúc, mà bừa bãi quá rồi gì sẽ không cung kính nhau, rồi khinh nhờn nhau là rã đám đấy. Đó là cái việc người xưa họ kinh nghiệm rồi. Lời thánh hiền họ định vị cho được một con người thành thánh thành hiền, hạnh phúc với nhau, nó có cái biện pháp hết. Đó. Vì vậy cho nên thành ra là giáo dục gia đình thực sự là quan trọng. Giờ nói đến gia đình của chùa Quan Âm trên đó và khu chiên tu dưới này là một gia đình quá trời đông. Dưới này gần cả trăm người, trên đó hai trăm mấy chục người. Vì sao yên ổn mà sống như vậy? Mọi người có một mục tiêu. Một mục tiêu đó là gì? Họ hành thiện tích đức, tu hành niệm Phật vãng sanh. Một mục tiêu. Còn ở nhà mình nhiều mục tiêu quá, nhiều chí hướng quá. Con thì muốn như thế này, rồi gì, cha thì muốn như kiểu kia, mẹ thì muốn như kiểu nọ, anh thì muốn như kiểu khác. Trước gia đình giác ngàn cũng vậy, nó lộn xộn, ý không hòa hợp, ý hòa đồng việc không có, cho nên là ra gia đình lộn xộn. Rồi sống với nhau nói gì, bất đồng quan điểm. Đó, đó là một cái sự bất hòa trong gia đình. Cho nên là làm sao tạo lập được một cái gia đình hòa thuận yên ổn với nhau, đó là cái sự tu hành yên ổn nhất. Thôi, giờ đây còn 7 phút nữa là hết giờ. Thì chúng tôi thông báo một số mấy cái chương trình, đó là ngày 19 là thứ tư tuần sau có lạy 500 danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, mà 9:30 chúng tôi có giảng. Nếu một số những người vừa tác bạch gia đình Phật tử ở đây không có lên được thì xem trực tiếp. Mỗi ngày Chủ nhật là 9 giờ, thường những ngày lễ vía là phải 9:30, vì có một số những công việc trên chùa lạy xong cũng phải nghỉ ngơi, rồi xong 9:30 chúng tôi mới giảng. Là những ngày lễ 19 hàng tháng, 19 âm lịch hàng tháng có lạy 500 danh hiệu, rồi mình mở ra trực tiếp mình lạy đi, có công đức thù thắng lắm. Đó là cái việc chúng tôi thông báo, và hôm nay dịch bệnh cũng ổn cho nên các nơi có về lạy thì cũng được. Nhưng mà chắc là cũng không đông lắm đâu, bởi vì họ cũng không có chuẩn bị. Rồi đến ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 đó, thì năm nay là sẽ làm lễ tri ân vào ngày mùng 2 tháng 5, nó do ngày Chủ nhật. Tổ chức cái lễ tri ân một năm có 4 cái lễ lớn, đó là lễ tri ân năm nay làm ngày mùng 2 tháng 5 dương lịch. Rồi còn cái lễ Phật đản là ngày 12 tháng 4 âm lịch. Lễ Vu Lan là mùng 8 tháng 7 âm lịch. Và thêm cái lễ thứ tư cuối cùng là 19 tháng 12 âm lịch là lễ Tất Niên. Đó là 4 cái lễ lớn. Nếu Phật tử sắp xếp được thì về, còn không thì xem trực tiếp. Sẽ tổ chức những cái lễ đó trên chùa Quan Âm. Mà nếu mà dịch bệnh thì sẽ thông báo lại trên mạng. Chúng tôi giảng dưới này. Đó là cái việc hôm nay thông báo như vậy. Dạ, thôi giờ thời gian đã hết, mình hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.